mời lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với hai tập truyện của tác giả Khánh Huyền và tác giả Sư An. Tập truyện đầu tiên có tựa đề "Bản thân chuộc chồng". Tựa đề của câu chuyện này khiến tất cả chúng ta khá là tò mò về nội dung của nó phải không ạ? À? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Bóng đêm dày đặc bao trùm lấy mọi vật xung quanh chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pha xe máy của Tài rọi xuống con đường phía trước. Mọi âm thanh quen thuộc của ban ngày đã chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe rít lên cùng tiếng côn trùng rả rích và thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hú của các loài động vật hoang dã vang vọng trong không gian tĩnh mịch, tạo nên bầu không khí u ám và rùng rợn. Tài và Hùng là bạn cùng lớp từ hồi cấp 3 bây giờ là làm chung một công ty. Tài đang chở Hùng trên chiếc xe máy cũ kỹ, cả hai đều im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Bầu không khí xung quanh tĩnh mịch đến mức họ có thể nghe rõ tiếng gió đít qua kẽ lá như tiếng rên rỉ của những linh hồn oan khuất vang vọng khắp nơi tạo nên bầu không khí u ám và lạnh lẽo con đường họ đi băng qua khu rừng rậm rạp âm u từng tán cây cao chót vót nhìn những con quái vật khổng lồ đang ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám đi qua. Hùng dùng mình kéo chặt áo khoác vào người, cái lạnh của màn đêm như len lỏi vào từng kẽ hở, khiến cho Hùng cảm thấy gai người. Hùng nhìn vào khu rừng, cảm giác sợ hãi len lỏi trong tâm trí. Hôm nay, hai người đến nhà thằng bạn cùng lớp ăn đầy tháng con nó. Đáng lẽ tầm này họ chưa về, tính ăn chơi thoải mái rồi ngủ lại nhưng đang vui vẻ thì sếp nhắn tin sáng mai có cuộc họp quan trọng buổi sáng nên họ mới về để mai thuận tiện đi làm để về nhà thằng hùng thì có hai con đường nhưng đường quốc lộ bình thường đã bị tắc do ban nấy có tai nạn nên tài quyết định sẽ đi đường tắt này về tài thì không tin vào tâm linh ma quỷ chỉ tin vào việc sống có đạo đức thì sẽ gặp được những điều tốt lành còn hùng thì nhát gan nên rất sợ hãi con đường này bình thường người ta cũng sử dụng để di chuyển bởi nó đi xuyên qua khu rừng đỡ đi đường vòng dài hơn mà lại còn dễ bị tắc nhưng người ta chỉ thường đi vào buổi ngày khi bóng tối chưa bao phủ vạn vật chưa buổi tối thế này thì chỉ có lác đác vài người quan lại khi tài đang tập trung lái thì bất chợt một tiếng khóc thút thít vang lên từ ven đường khiến tài khựng lại dưới ánh đèn yếu ớt của chiếc xe, Tài chẳng nhìn thấy ai. Nhưng đi lại gần thì mới thấy một thằng nhóc đâu đó tầm 5 tuổi đang ngồi co do bên vệ đường. Cậu bé sở hữu mái tóc đen nhánh rối tung, khuôn mặt nhòe nhòe nước mắt, đôi mắt to tròn ẩn ẩn nước, long lanh trong ánh sáng le lói của đèn xe. Làn da trắng hồng của bé giờ đây nhợt nhạt vì sợ hãi và mệt mỏi. Chiếc áo phông mỏng manh ôm sát cơ thể bé không đủ để che đi cái lạnh đang dần xâm chiếm. Cậu bé ngồi thu mình trên nền đường, hai bàn tay nhỏ bé quệt ngang khuôn mặt để lau đi những giọt nước mắt. dáng người bé nhỏ run rẩy nức nở nấc lên trong tiếng khóc thút thít. Thì thoảng, tiếng nấc nghẹn lại khiến cơ thể bé rung lên dữ dội. Cậu bé mím chặt môi, cố gắng kiềm nén tiếng khóc. Nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ trào ra, tuôn chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt như đang rất đói. Từng tiếng nấc nghẹn của bé như xé nát lòng người Nhìn vào đôi mắt long lanh nước mắt Và khuôn mặt nhợt nhạt của bé Tài cảm thấy xót xa và thương cảm vô cùng Tài đi chậm chậm chuẩn bị dừng lại Thì Hùng ngồi sau ngăn cản Đi tiếp đi, đừng dừng lại Tài ngoảnh lại nhìn bạn mình bằng ánh mắt vân vân Đêm thế này khiến Hùng cảnh giác là phải Lỡ đấy không phải người mà nếu là người thật thì tại sao giờ này còn ở trong rừng? Có khi bọn cướp giản cảnh để khi Tài và Hùng dừng lại thì sẽ nhảy ra giết người cướp của mất. Trong rừng chẳng có ai thế này, lấy gì để đảm bảo an toàn được. Tài đi lướt qua cậu bé mà lòng ái náy vô cùng. Tài nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy thằng bé cứ đứng im ở đó, được cặp mắt ẩn ẩn nước dõi theo chiếc xe của Tài. Ánh mắt thiết tha chân thành như thể nó mong ngóng tài dừng lại để giúp đỡ thằng bé nhìn thấy vẻ yếu ớt của nó tài thật sự không đành lòng lỡ đâu là người thật và đang bị bỏ rơi hoặc bị lạc thì sao nếu không giúp thằng bé thì lòng không an được nghĩ thế nên tài không nói không rằng một mực quay xe lại để hỏi thằng bé hùng thì bất ngờ không kịp cản bạn khi thấy tài quay lại thằng bé có vẻ vui mừng lắm Thấy thế thì hùng quát lên. Mày điên à? Tài im lặng không trả lời bạn, chỉ đút chìa khóa rồi xuống xe, ân cần hỏi. Sao con lại ở đây? Sao con khóc? Thằng bé như đã cố kìm nén rất lâu. Này được khỏi han thì tuổi thân nên bật khóc dữ dội, khiến Tài phải dỗ dành mãi thằng bé mới trả lời. Mẹ con đưa con vào đây rồi mẹ bỏ con đi. Con sáng giờ chưa ăn được gì, còn khát với đói nữa. Ngay những lời nói ngây thơ trong trẻo xen lẫn tiếng nấc nghẹn của cậu bé, Tài càng thêm thương cảm. Tài và Hùng cảnh giác nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng người lớn nào ở khu vực này. Tài cố chấn an thằng bé rồi bảo. Thế còn có nhớ nhà con ở đâu và mẹ con tên gì không? Thằng bé lắc đầu nguội nguội, dáng vẻ của thằng bé khiến Tài không đành lòng còn Hùng thì vẫn đứng cách xa nó Mặt thì nhăn nhó rất khó chịu Thỉnh thoảng còn nhìn trước ngó sau Để xem có gì bất thường không mà chạy trước Thật ra Hùng đang muốn bỏ bạn mà chạy thật rồi đấy Ngặt nỗi Tài đang cầm chìa khóa nên chẳng làm gì được Chỉ biết tức mà đứng dẫm chân Sau một hồi đắn đo thì Tài quyết định sẽ đưa thằng bé về Giao cho công an để người ta làm việc Tìm người nhà của bé Chứ để nó đứng đây cũng không ổn chưa kể nguy hiểm có thể rình dập thằng bé bất cứ lúc nào ở trong cái rừng này, thì thằng bé cũng đang đói, đang khát nên phải có gì cho nó lót dạ đã. Thầy Tài muốn chở thằng bé về cùng, hùng ra sức phản đối, hùng sợ gặp phiền phức mà chưa xác định được thằng bé này là người hay ma nữa, hoặc là liệu có giản dựng gì ở đây không. Hùng không chịu nhưng Tài nặng nặc đưa thằng bé về cùng. Tài nhăn mặt xe tao hay xe mày nên nhớ tao đang cầm chìa khóa đấy nếu không tao ném chìa khóa vào rừng là cả hai thằng khỏi về nói đổi dắt thằng bé lên xe để về cùng thằng bé tuy hoảng sợ và dè dặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo thấy tài cương quyết nên hùng hết cách đành mặc kệ rồi cũng leo lên xe trên đường đi tài cố gắng trò chuyện với bé để bé bớt lo lắng tài hỏi về tên bé về nhà bé về những người thân của bé. Tuy nhiên, do quá nhỏ và hoảng loạn, bé chỉ có thể thút thít để trả lời không rõ. Thay thế, Tài cũng chẳng cố gắng hỏi nữa. Dự là sẽ giao cho công an để họ tìm nên Tài im lặng, tiếp tục tập trung lái xe. Đường về nhà còn dài. Nhưng đi được một đoạn, đứa bé bóng sưng ngẩng phát lên và quay đầu 360 độ một cách nhanh chóng, mượt mà như một con robot khuôn mặt bé giờ đây không còn vẻ bơ vơ sợ hãi mà thay vào đó là một nụ cười ma mãnh khiến tài và hùng rùng mình cùng lúc đó lưỡi của bé thò ra khỏi miệng dài bất thường màu xám nhợt đôi mắt bé trợn tròn lòng trắng hiện rõ toát lên vẻ hung dữ và đáng sợ ánh nhìn của bé sắc lạnh như dao găm khiến tài và hùng ớn lạnh bất chợt thằng bé vươn tay ra bàn tay nhỏ bé của nó dài bất thường nhọn hoát như móng vuốt ngón tay của nó gầy gò xanh xao phủ đầy những vết bẩn nó đưa bàn tay lạnh lẽo của mình chạm vào vai hùng khiến hùng rùng mình ớn lạnh cảm giác như một luồng điện lạnh buốt chạy dọc theo cơ thể hùng da của thằng bé lạnh như băng và hùng có thể cảm nhận được những gân guốc nhô cao dưới lớp da mỏng manh hùng muốn gạt tay thằng bé ra nhưng một sức mạnh vô hình nào đó khiến hùng không thể cử động hùng cảm thấy sợ hãi tột độ như thể có một thế lực tà ác nào đó đang thao túng hùng cố gắng nuốt nước bọt nhưng cổ học hùng như tắc nghẽn hùng không thể thốt ra lời nào chỉ có thể ngồi im như tượng mặc cho thằng bé chạm vào vai mình tại tim đập thình thịch như tiếng trống trận mồ hôi lạnh toát ra từ trán chảy dài xuống má hai hàm tăng va vào nhau lập cập tay lái xe thì ướt nhẹp tay khó thở nuốt nước bọt liên tục cả hai hoảng hốt tột độ trước hành động kỳ quái của đứa bé mùi tanh hôi thoang thoảng từ người thằng bé khiến cả hai cảm thấy buồn nôn khi tay thằng bé vươn dài ra để chạm hùng thì tay giật mình bị sợ hãi loạng choạng tay nái và ngã xe cú ngã bất ngờ khiến cả hai bị xây xác nhẹ thằng bé thì nhanh thoăn thoắt nên chẳng bị gì nó đứng nhìn tài và hùng rồi cười ranh ma như đang trêu người chẳng kịp quan tâm đến vết thương tài và hùng bội vàng lồm cồm bỏ giày tính lấy xe để chạy nhưng chẳng hiểu sao xe mãi chẳng để được máy còn thằng bé thì vẫn đứng trước xe của tài mà cười khanh khách hai người biết đã gặp ma rồi nên chẳng thèm suy nghĩ nhiều mà vứt xe đó rồi cả hai bỏ chạy thục mạng không dám quay lại nhìn chỉ mong thoát khỏi nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt tài thì lo cắm đầu mà chạy còn hùng thì vừa chạy vừa mắng tài Bị Tài mà xảy ra chuyện này Rõ ràng Hùng đã ngăn cản Tài dừng lại rồi Mà Tài vẫn cố chấp Hùng tức điên lên Nên dùng những câu rất nặng lời mà mắng trời Tài mặc kệ Một phần đúng là do Tài nặng nặc dừng lại Nên mới thế Một phần là chạy thoát thân cái đã Không thể ở lại trong rừng đêm nay được Phía xa xa Thằng cu con vẫn đứng nhìn hai người đang liều mạng bỏ chạy, khoái chí mà cười khẳng khắc. Giây tiếp theo, một bóng đen xuất hiện bên cạnh thằng bé, nắm lấy tay thằng bé, kéo nó vào màn đêm u tối của khu rừng. Bóng đen và thằng bé hòa vào nhau, biến mất không dấu vết, chỉ còn lại tiếng cười giận người vang vọng trong không gian. Hai chân nhấc lên đặt xuống như chở cả quả núi, mồ hôi nhễ nhại tuôn chảy trên khuôn mặt. Bóng tối mịt mù bao trùm lấy con đường vắng vẻ. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc, và tiếng thở hổn hển của tài và hùng vang vọng trong đêm khuya chạy một đoạn dài bóng loáng thoáng trong màn đêm họ nhìn thấy ánh sáng le lói phát ra từ những ngôi nhà có vẻ như hai người đã chạy ra được ngoài bìa rừng gần đến khu dân cư rồi nghĩ đến đây tâm trạng hai người nhẹ nhóm được xíu và đôi chân cũng trở nên thoăn thoắt hơn như tìm thấy tia hy vọng le lói trong tuyệt vọng tài và hùng mừng rỡ tăng tốc lao về phía trước Cơ tưởng đã được thoát thân Nhưng khi đến gần hơn Họ bỗng khựng lại Trước mắt họ không phải là ngôi nhà ấm áp như họ tưởng tượng Mà là một quang cảnh rùng rợn Khiến họ dùng mình ớn lạnh Thay vì những bức tường vững chãi, Những mái nhà che chắn Họ chỉ nhìn thấy những nấm mổ nhấp nhô Nằm rải rác trong rừng đen u tối Nhưng điều đáng sợ hơn là cả hai nhận ra Họ đã bị dẫn vào sâu trong rừng từ lúc nào đứng ở đây nhìn xung quanh chỉ toàn là màn đêm dày đặc không hề có chút ánh sáng lúc này cả hai biết là đã bị lạc sâu trong khu rừng rậm rạp xung quanh đều rất lạ lẫm và chẳng biết là có thể tìm được lối ra hay không nữa tiếng gió hú qua kẽ lá tạo nên âm thanh rợn người như tiếng khóc ai oán vang vọng trong đêm khuya ánh trăng điều hiu rọi chiếu qua những nấm mộ càng khiến cảnh vật trở nên ảm đạm đáng sợ hơn Tài và Hùng đều đổ mồ hôi lạnh toát Hai chân đun rẩy không thể đứng vững Bỗng nhiên Một tiếng sột soạt vang lên Từ phía sau những nấm mồ. Tài và Hùng hoảng hốt cố nhìn thật kỹ Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Bóng tối mịt mù Khiến họ không thể nhìn rõ gì Chỉ thấy một bóng đen lở mờ Đang di chuyển về phía hai người Tâm trí hoảng loạn, Tài và Hùng không còn nghĩ được gì khác ngoài việc bỏ chạy. Họ không dám quay lại nhìn Chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước Mồ hôi lạnh toát Tuôn chảy trên khuôn mặt họ Thấm ướt cả bộ quần áo Nỗi sợ hãi như bóp nghẹt lấy cổ họng Khiến họ không thể thở nổi Những cành cây gai nhọn quất vào da thịt họ Nhưng họ không cảm thấy đau đớn Họ chỉ muốn chạy thật nhanh Thật xa khỏi nơi rùng rợn này Chạy được một đoạn thì tài ngoái lại nhìn Chẳng thấy có gì bất thường cũng không thấy ngôi mộ nào Lúc này Tài cảm thấy đã kiệt sức và không thể chạy thêm được nữa Cả hai mới dừng lại và dựa vào một thân cây to lớn để thở hổn hển. Lúc này cả hai trở nên bình tĩnh hơn Thì nhận ra mình vẫn còn điện thoại trong túi Tài và Hùng nhanh chóng lấy điện thoại ra Bật đèn pin lên để quan sát xung quanh Ngoài ánh sáng từ điện thoại Xung quanh hoàn toàn tối thôi và chỉ toàn là cây rừng không hề có dấu hiệu của một sự sống hùng vội vã gọi điện cho người thân để cầu cứu nhưng chẳng hiểu sao trong này không thể bắt sóng dù cánh rừng này không phải nơi hoang vu mà lại là nằm trong thành phố tài cũng cố gọi nhưng không thể tài thử khởi động lại máy nhưng kết quả vẫn không khả quan ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại soi sáng khuôn mặt lo lắng của hai người Tài cố gắng chấn tĩnh lại bản thân Tài biết rằng họ không thể bất lực thế này mãi được Nhờ vài ánh sáng từ điện thoại Cả hai men theo những cây to trong rừng Cố nhớ lại đường để tìm lối ta Hùng đi trước, Tài theo sau Càng đi, Tài và Hùng càng có cảm giác như có nhiều cặp mắt đang theo dõi họ Vừa đi thì hai người vừa thấy những bóng trắng bay vụt qua vụt lại Thậm chí còn nghe những tiếng khóc nỉ non Tiếng cười của những đứa con nít tài kinh hãi tột độ vội vàng lẩm bẩm niệm phật cầu nguyện xin thần đừng chỉ đường dẫn lối giúp cả hai thoát khỏi khu rừng này ngược lại với tài hùng dần trở nên mất bình tĩnh càng nhiều âm thanh rùng rợn càng nhiều bóng trắng bay qua lượn lại thì hùng càng điên tiết lên hùng cũng hoảng sợ nhưng thay vì cầu nguyện thì hùng lại tức giận chửi thề om sòm. hết chửi những âm thanh quái dị xung quanh thì quay qua chửi tài vì tại mà phải vào đây. Đang cắm đầu tìm lối ra thì bỗng dưng Hùng va phải cái gì đó trên đầu. Cú va chạm mạnh khiến Hùng khá đau. Khi ngước lên nhìn theo đèn pin từ điện thoại, Hùng kinh hoàng phát hiện ra đó là một xác người trâu trên cành cây. Xác người đã phân hủy, bốc lên mùi thối rữa nồng nặc, khiến cả hai muốn nôn ọe. Xác chết là một người phụ nữ, mái tóc dài đen nhánh rối bời, che khuất khuôn mặt da thịt đã nhợt nhạt xám xịt lộ ra những mảng da nhăn nhau bợt bệnh mặt nhắm nghiền môi hở hé như đang kêu gào trong im lặng cổ họng của người phụ nữ bị siết chặt bởi một sợi dây thừng thô ráp tạo thành một vệt hẳn sâu màu tím bầm chiếc váy dài màu trắng đã rách nát lấm lem bùn đất phơi bày cơ thể gầy gò nhăn nheo Lúc này đột nhiên đèn pin từ điện thoại của Tài tắt ngúm, Bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy họ Khiến Hùng hoảng loạn tột độ Tài cố gắng bật lại đèn pin nhưng vô ích Pin đã hết Chưa kịp cảm thấy sợ hãi Bất chợt Hùng cảm thấy có ai đó túm lấy cổ chân mình rồi kéo đi Lôi sành sạch trên mặt đất Cú kéo bất ngờ khiến anh mất thăng bằng Điện thoại văng khỏi tay và rơi xuống đất Và vào tảng đá nên màn hình vỡ tan tành ánh sáng le lói duy nhất cũng vụt tắt hùng hoảng hốt la hét cố gắng bám víu vào những thân cây xung quanh nhưng lực kéo mạnh đến nỗi hùng không thể thoát khỏi bóng tối nuốt chửng khiến hùng không thể nhìn thấy gì hùng cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo quấn chặt lấy cổ chân mình như móng vuốt của một con quái vật hơi thở của hùng trở nên dồn dập tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Tài nghe thấy tiếng la hét của Hùng Nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra Tài cố gắng tìm kiếm bạn mình trong bóng tối nhưng vô ích Hùng đã biến mất vào màn đêm đen kịt Tài hoảng hốt chạy trốn khỏi xác chết châu Tiếng la hét của Hùng vẫn còn vang vọng Tài không biết Hùng đã bị kéo đi đâu Cũng không biết phải làm gì tiếp theo Tài cảm thấy lạc lõng và tuyệt vọng Tài cố gắng chấn tĩnh lại bản thân Biết rằng mình phải tìm kiếm Hùng tài mò mẫm đi trong bóng tối mỗi tiếng đồng đều khiến tài giật mình thon thót tưởng tượng ra những điều kinh hoàng tài đi mãi đi mãi nhưng khu rừng như không có điểm kết thúc nỗi sợ hãi ngày càng tăng thêm khiến tài muốn gục ngã bóng tài bị trượt chân ngã đập đầu vào tảng đá nên ngất đi trong cơn mơ màng một bóng đen lù lù xuất hiện trước mặt tài tài cố nhau mắt để nhìn gió thì nhận ra đấy là đứa trẻ ban nãy lúc này tài càng trở nên căng thẳng tột độ bàn nãy chính nó đã chiêu tài và hùng cũng chính nó khiến cả hai lâm vào cảnh khốn cùng này nên giờ đây tài hết sức đề phòng thằng bé vẫn cười khúc khích nhìn tài nhưng không còn cái dáng vẻ ma mãnh lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự ngây thơ đơn thuần thằng bé lấy lá rừng phụ lên người tài thằng bé thích thú leo lên cây ngồi nhìn tài đang nằm tài chẳng hiểu gì cả tài muốn cựa quậy muốn ngồi dậy để đi tiếp nhưng cơ thể dường như phản chủ không chỉ nghe theo sự điều khiển của tài thằng bé ngồi nhìn tài một lát rồi nhảy xuống kể chuyện cho tài nghe nó kể bằng giọng rất đáng thương nó nghẹn ngào bảo nó biết nó đã chết rồi bây giờ nó đang đi theo mẹ trong rừng này thằng bé đói khát lắm lúc nó được mẹ dẫn vào trong rừng này sau đấy mẹ lại bóp cổ nó nó đã kêu gào bụng vấy nhưng không được Mẹ bóp cổ nó đến khi nó ngạt thở Nó đói mà chẳng ai cúng cho nó hết Nên mẹ nó tìm mấy loài cây cỏ dại trong rừng cho nó ăn Mà đồ trong rừng đắng ngắt à Ăn không có được Thằng bé thích hù dọa mấy người qua lại Thấy người ta sợ là thằng bé vui tại có hỏi tại sao thằng bé lại kể cho Tài nghe Thì thằng bé cười khanh khách Nó bảo tại thấy Tài hiền Còn muốn giúp trợ nó về nữa chứ Thằng bé còn bảo nó phủ lá lại để những vong hồn khác không thấy thì sẽ không quấy rầy trong này nhiều vong hồn lắm hiền có giữ cũng có chỉ cần thấy người lạc vào trong này nhẹ thì bị trêu bị dọa nặng thì có thể mất mạng thằng bé quý tài nên muốn che cho tài ngày mai thằng bé sẽ kêu người đến đánh thức tài dậy thằng bé nói xong thì nhảy xuống đất rồi chạy mất hút vào rừng sâu tài cũng từ từ chìm vào cơn mộng mị sáng hôm sau ánh nắng mặt trời len lỏi qua những tán cây rậm rạp xua tan màn đêm u tối của khu rừng tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp nơi báo hiệu một ngày mới bắt đầu người canh gác rừng già phát hiện tài đang nằm ngủ ngon lành dưới một cốc cây to tài mệt mỏi kiệt sức khuôn mặt nhợt nhạt đẩy những vết xước do gai nhọn người canh gác rừng lay nhẹ vai tài để cố gắng đánh thức tài từ từ mở mắt nhìn người canh gác rừng với ánh mắt hoang mang anh nhớ lại những sự kiện kinh hoàng xảy ra tối hôm qua tài vội vàng hỏi ông ấy xem có thấy hùng không nhưng người gác rừng chỉ bảo um, tôi đi kiểm tra từ nãy đến giờ thì chỉ thấy cậu nằm ở đây thôi tài vội vàng đứng dậy muốn tiếp tục đi tìm hùng nhưng người canh gác rừng ngăn tài lại bởi trong rừng rất nguy hiểm nhất là người không có kinh nghiệm mà còn dám ở qua đêm tài thoát chết như vậy là may lắm rồi ông ấy khuyên tài nên về tìm người nhà hoặc báo công an để họ đi tìm tài do sự nhưng anh biết người canh gác rừng nói đúng anh không thể tiếp tục đi tìm hùng một mình trong tình trạng kiệt sức như vậy người gác rừng cũng dẫn tài ra khỏi khu rừng trường hợp đến chỗ mà hôm qua tài và hùng vứt xe mà chạy xe của tài vẫn ở đó chìa khóa ngay bên cạnh tài vội vàng cảm ơn ông gác rừng ấy rồi phóng xe đi khi ra khỏi khu rừng tài nhìn lại bóng tối u ám phía sau lòng trào dâng nỗi sợ hãi và lo lắng anh không biết hùng đang ở đâu anh chỉ mong rằng bạn mình sẽ bình an tài nhanh chóng về nhà hùng để báo với người nhà hùng sau vài ngày tìm kiếm mệt mỏi đội cứu hộ cuối cùng cũng đã phát hiện ra thi thể của hùng trong khu rừng rậm rạp. Hùng có thể gầy gò xanh sao, lơ lửng trên dây thừng thô ráp. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt mở to, đôi môi tím tái. Trên cổ anh hẳn rõ những vết bầm tím do dây thừng siết chặt, cùng những vết cào cấu, như thể Hùng chống cự tuyệt vọng của anh trước khi chút hơi thở cuối cùng. Vết dây thừng trên cổ Hùng sâu và hẳn rõ, lại còn có vết cào cổ chống cự, khác hẳn với dấu vết của người tự sát bằng cách treo vậy nên công an xác định hùng chết do bị ai đó xiết cổ chứ không phải là tự sát lúc khám nghiệm tử thi thì thấy hùng đã chết từ cái hôm vào rừng với tài rồi hùng chết không nhắm mắt người nhà đến vuốt cũng không nhắm được nên ai nấy đều bảo hùng chết oan do đó tài được coi là tình nghi số một trong chuyện này nhưng sau một hồi điều tra công an không thấy được dấu vân tay của tài trên dây thừng xung quanh có dấu vết của sự rằng co nhưng không hề có dấu dày của tài hay bất kỳ ai khác mà chỉ có mỗi dấu dày của hùng vị trí của tài lúc người gác rừng tìm thấy tài rất xa so với thi thể của hùng công an ngoại trừ khả năng tài là hung thủ tuy nhiên tất cả mọi người đều đặt một dấu chấm hỏi to đùng rằng nếu không phải là tài vậy thì ai đã giết hùng để treo xác hùng lên cây cao như thế trong khi xung quanh có dấu vết của sự xô xát nhưng lại chỉ có mỗi dấu chân của hùng vậy người đó đã ra tay bằng cách nào được chứ công an tạm thời không thể điều tra được ai là người giết hùng người nhà đau xót đưa xác hùng về nhà làm đám tang sau ba ngày bố mẹ hùng có mời thầy đến để chiêu hồn về nhà cũng như gọi hồn hùng, hùng lên để hỏi xem hùng đã gặp chuyện gì và có điều gì chăn trối Thầy Pháp và gia đình Hùng đến tận khu rừng nơi Hùng mất để gọi hồn Hùng về nhà. Sau khi chiêu hồn Hùng vào được nhà thì thầy Pháp bắt đầu gọi hồn Hùng lên để gia đình nói chuyện. Thầy Pháp thắp nến nhang và bắt đầu khấn vái, cầu hồn các vị thần linh phù hộ cho buổi gọi hồn được diễn ra suôn sẻ cũng như lời mời gọi vong hồn Hùng về dương thế. Thầy Pháp rót nước từ bát nước ra một chiếc đĩa nhỏ sau đó dùng nhang nhúng vào nước rồi vậy lên gương, tượng trưng cho việc mở ra cánh cửa giữa hai thế giới âm dương. Thầy Pháp nhắm mắt, miệng lẩm bẩm những lời khấn cổ xưa bằng tiếng phạn. Tiếng trống vang vọng dồn dập như tiếng mõ, thúc giục linh hồn hùng quay về dương thế. Khói nhang nghi ngút tỏa ra, tạo nên bầu không khí kỳ dị, khiến mọi người rùng mình ớn lạnh. Mẹ của Hùng đang ngồi khấn vái Bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng Dùng mình một cái rồi nằm vật ra đất Lúc này Thầy Pháp hiểu Hùng đã nhập vào mẹ mình Nên đưa cây hương vòng qua đầu mẹ Hùng Bảy cái rồi bảo Hùng nó về rồi đấy Gia đình có hỏi gì thì hỏi Bố Hùng vì quá xót con Nên cứ hỏi dồn dập Mọi người xung quanh ai nấy đều cảm thấy xót xa Nên khóc nghẹn lên Hùng nghe bố hỏi thì càng tủi thân hơn Nên cũng chỉ biết khóc chưa không có thể trả lời được thầy pháp phải nhẹ nhàng an ủi hùng mới có thể bình tĩnh để trả lời hùng cũng khẳng định với mọi người không phải là tài đã giết mình sau đó hùng từ từ thuật lại những gì đã xảy ra trong đêm kinh hoàng ấy khi bị lôi chân hùng đã cố gắng vùng vẫy chống cự nhưng vô ích bóng tối mịt mù che khuất tầm nhìn hùng không thể nhận diện được kẻ đã ra tay cho đến khi bị xiết cổ Hùng vẫn chỉ cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nó Chứ không thể nhìn rõ khuôn mặt Nhưng Hùng biết nó là phụ nữ Vì ả à tác cười như một mụ phù thủy và nói Ngày tàn của mày đến rồi đấy thằng chó Nó bảo nó đã đợi ngày này lâu lắm rồi Nó chỉ đợi Hùng đi qua đây để nó giết Hùng thôi Hùng hỏi nó là ai thì nó không nói Chỉ bảo là người rất hận Hùng Hùng càng vùng vẫy thì càng mất sức dường như người phụ nữ ấy rất khỏe Vốn dĩ sức của một người đàn ông lúc nào cũng hơn người phụ nữ Nhưng trong lúc ấy Hùng cảm thấy mình tê liệt hoàn toàn Người đó đã xiết cổ Hùng đến mất ý thức Rồi mới treo sắc Hùng lên ngọn cây Vừa kể Hùng vừa khóc với bố mình Bố ơi Còn đau lắm Còn bạn xin họ tha mạng mà họ không nghe Người ta giết con Hùng còn kể trong rừng Còn có xác phụ nữ nữa Đến lúc mọi người hỏi Hùng có làm gì có lỗi với ai không Thì Hùng nặng nặng lắc đầu Giọng nói Hùng đứt quãng nghẹn ngào Như thể không thể nào kìm nén được nỗi phẫn uất tột cùng Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đôi mắt đẫm lệ của Hùng Mọi người không khỏi xót xa Nhưng ngày nấy đều hoang mang vì không biết ai mà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy Với lại hôm ấy mọi người đi tìm Ngoài xác của Hùng ra thì chẳng thấy xác ai nữa cả Nhưng Hùng vẫn nặng nặng là Hùng và Tài đều thấy xác của một người phụ nữ bị treo cổ. Mùi hôi thối bốc lên như thể cái xác đang bị rửa ra. Sau đấy mọi người hỏi Hùng thêm vài câu nữa thì Hùng xuất khỏi thân xác của mẹ. Lúc này thầy Pháp mới giải thích với mọi người về những gì Hùng vừa nói. Hóa ra Hùng chết trước hết là do đã vạ miệng ở rừng. Rừng thiêng vốn dĩ là nơi ninh thiêng, ẩn chứa một bầu không khí u tịch huyền bí bởi âm khí nặng nề bao trùm. Nơi đây được ví như chốn chú ngủ của các vị thần linh và những hồn ma lang thang. Do đó, mỗi khi đặt chân vào chốn này, con người cần giữ thái độ cẩn trọng, tôn kính, tránh làm những hành động thiếu lễ phép. Thế nhưng trái ngược với quy luật bất thành văn đó, Hùng này ngang nhiên chửi bậy om sòm giữa chốn rừng thiêng. Những lời chửi thề tục tiểu vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như xé toạc bầu không khí thanh bình, lay động đến những hồn ma đang yên nghỉ. Hành động vô tình của Hùng đã vô tình chọc giận những vong linh, khiến chúng phẫn nộ tột độ. Mà Hùng đang đi cùng Tài nên cả hai đều bị chúng nó che mắt mà đi sâu lạc vào trong rừng hơn và gặp những sự việc rùng rợn trong đêm đó. Theo lý mà nói, vì Tài dừng lại để hỏi han thằng bé kia nên cả hai mới bị che mắt, đi lạc vào rừng và Hùng bị ma giết nếu tài không dừng lại mà đi một mạch về nhà thì không sao nhưng nếu lúc ấy tài đi tiếp thì cũng sẽ có vấn đề gì đó xảy ra khiến hai người nhất định phải dừng lại ví dụ như xe chết máy đâm vào cành cây tảng đá hoặc những thứ khác tương tự sau buổi gọi hồn người nhà cũng đến xác nhận với người gác rừng về cái xác phụ nữ kia thì bác gác rừng xanh mặt trả lời đấy là người phụ nữ đã chết nhiều năm về trước còn có thằng con của cô ta cũng chết nơi này câu chuyện về cô ta thì chẳng ai biết nơi đây thì có nhiều hồn ma chưa được siêu thoát ngồi mò ở đây cũng không ít nhưng người ta khi đi qua đây kể cả vào ban ngày thì chủ yếu thấy bóng ma của người phụ nữ ấy và thằng bé con của cô ta khi thì thấy cô ta đang vắt vẹo trên cành cây khi thì cô ta đang chơi đùa cùng con thằng bé cũng thường xuyên giả dạng thành người để hù nhát người qua đường tôi đã được thấy vài lần. Có lẽ Hùng đã gây ra chuyện gì khủng khiếp lắm nên mới bị giết. Hoặc là từ kiếp trước, Hùng đã có mối nghiệt duyên với mẹ con nhà này. Có những chuyện tâm linh, không muốn tin thì cũng phải tin. Người gác rừng còn bảo. Nhiều người đã bị lạc vào trong rừng này vào đêm tối muộn rồi. Chẳng hiểu sao khuya rồi mà người ta vẫn cố chấp đi đường rừng này. Người dân địa phương 5 giờ chiều đã không dám bén mảng vào rừng rồi họ đã bị ma che mắt dẫn vào rừng sâu rồi va phải cái xác của người phụ nữ đó chứ không điên gì thằng hùng nhưng người ta quỳ xuống khấn xin hứa sẽ quay lại tạ lễ nên người ta thoát kể từ khi người phụ nữ ấy chết ở rừng không ai mời thầy đến làm lễ cúng kiếng nên ma nữ càng ngày càng hung ác dữ tợn hơn chỉ có người gác rừng thỉnh thoảng đến tháp hương tại cái miếu gần rừng ông kể lại rằng mỗi lần đến miếu ông đều cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt và nghe thấy tiếng khóc than ai oán vang vọng bây giờ nếu không có thể pháp cao tay đến lập đàn giải oan cho mẹ con nhà ấy thì mọi người còn phải chịu nhiều tai ương mà oan hồn ấy gây ra còn tài kể từ ngày rời khỏi khu rừng tài liên tục chìm trong cơn ốm dai dẳng suốt cả tuần trời dù đã uống bao nhiêu thuốc thang bệnh tình của tài vẫn không hề thuyên giảm Cơn đau nhức dài dẳng như có ai đó đang liên tục leo trèo, dày vò trên cơ thể, khiến Tài không thể chịu đựng nổi. Cả ngày lẫn đêm, anh chìm trong sự mệt mỏi uể oải, không còn sức lực để làm bất cứ việc gì. Đối với Tài, giấc ngủ lại trở thành một cực hình khủng khiếp. Những cơn ác mộng liên tục ám ảnh anh, khiến anh không thể chợp mắt được dù chỉ một giây. Trong những giấc mơ hỗn loạn ấy, hình ảnh thằng bé bí ẩn trong khu rừng luôn hiện hữu, ám ảnh tâm trí anh đôi lúc còn bị bóng đè anh hoàn toàn ý thức được mọi thứ xung quanh nhưng lại không thể cử động không thể cất tiếng kêu cứu cảm giác bất lực kinh hoàng bao trùm lấy anh khiến anh tưởng chừng như sắp nghẹt thở người nhà gọi thầy pháp đến xem thì thầy bảo thằng bé kia thấy hợp phía với tài nên nó đi theo rồi thầy gọi thằng bé lên nhẹ nhàng hỏi sao con lại đi theo chỗ này Thằng bé ngây thơ bảo nó thích chú này Không nỡ xa nên nó đi theo Với lại nó muốn nhờ chú cúng đồ ăn cho nó Tại đói quá mà hôm bữa nó quên dặn tài về cúng Thầy lại hỏi nó Thì còn có muốn theo thầy đi tu Để có thể đầu thai làm người không? Thằng bé gật đầu li lẹ Thầy bói thấy thế thì bảo nó về khuyên mẹ Cùng thầy lên chùa học đạo Phật Ăn năn sám hối để có thể đầu thai. Trên đấy còn được các thầy Pháp cúng kiến đầy đủ nữa. Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời rồi chạy về bảo với mẹ. Trước khi nó về, thầy Pháp đưa cho thằng bé một sợi chỉ để có gì thầy còn tìm được nó. Với lại, mặc dù Tài không bị người phụ nữ đó hại, nhưng qua đêm ở cái nơi lắm quỷ nhiều ma như thế thì thần hồn cũng bị bắt đi vài vía nên khuôn mặt càng ngày càng nhợt nhạt thầy cúng lấy một chiếc chuông nhỏ có vang từng hồi âm thanh lan tỏa khắp căn nhà như tiếng gọi hồn tha thiết tiếng chiêng vang vọng xen lẫn tiếng khấn của thầy cúng như xé tan màn xương mờ ảo dẫn dắt linh hồn tài trở về dần dần trên khuôn mặt tài trở nên hồng hào hơn thầy cúng tiếp tục khấn cầu tay cầm một chiếc lá bàng phơi khô nhẹ nhàng phẩy qua người tài khỏi nhà nghi ngút bao trùm lấy tài như muốn xua đuổi tà khí và đưa linh hồn anh ta trở về thể xác. Lúc này linh hồn tài mới được chiêu hồi về, nhập đầy đủ vào thể xác. Sau đấy thầy cùng tài đến rừng để làm lễ dẫn hai mẹ con lên chùa để tu. Dưới sự hỗ trợ của tài và người gác rừng, thầy Pháp cùng các đệ tử đến được cái cây mà ma nữ ấy chết. Cái cây sừng sững đứng giữa khu rừng già, thân cây xù xì, phủ đầy rêu phong mang theo dấu ấn của thời gian và sự tàn úa. Lá cây thừa thớt úa vàng và rụng đầy dưới gốc. Bầu không khí xung quanh toát lên một vẻ âm u tĩnh mịch đến giận người. Tiếng gió thổi qua xào xà qua những tán lá, tạo nên âm thanh dì dào như tiếng than khóc ai oán. Nhìn vào cái cây, Tài không khỏi cảm thấy dùng mình sợ hãi. Mọi người bắt đầu bày biển lễ vật để chuẩn bị cho buổi giải oan cho hai mẹ con. Thầy Pháp với mái tóc bạc phơ và đôi mắt hiền từ khoác lên mình bộ áo màu đỏ rực rỡ. Khuôn mặt toát lên vẻ trang nghiêm và thanh tao, ẩn chứa sự tử bi và lòng trắc ẩn. Trên tay thầy là những vật dụng cần thiết cho nghi lễ, nến, nhang, hoa sen trắng, trái cây tươi và một bình nước thánh đã được chỉ chú. Thầy nhẹ nhàng đặt nến lên một tảng đá phẳng, thắp sáng và dâng hương. Khỏi nhang nghi ngút bay lên, Quyện vào không khí ẩm ướt của khu rừng, mang theo mùi hương thanh tao và ấm áp. Tiếp đó, thầy bày trí hoa sen và trái cây lên bàn thờ tạm bỡ, tạo nên một không gian tuy đơn sơ nhưng trang nghiêm. Thầy pháp lấy ra chiếc bình nước thánh, rót vào chén, rồi nhẩm khẽ những câu chú bằng tiếng phạn. Tiếng tụng kinh trầm bồng vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, như lời cầu nguyện cho linh hồn ma nữ được siêu thoát. Vừa đọc được mấy câu chú đột nhiên gió từ đâu đến, thổi tắt nến đang cháy. Thầy Pháp khẽ nhíu mày, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản và thanh tao. Thầy lấy ra một chiếc bật lửa, cẩn thận thắp sáng nến trở lại. Gió vẫn thổi mạnh, nhưng thầy Pháp không hề nao núng, thầy tiếp tục tụng kinh, các đệ tử tiếp tục gõ mõ và tụng kinh cùng thầy. Giọng đọc trầm bổng vang vọng giữa không gian tĩnh mịch âm thanh của tiếng kinh như lời cầu nguyện mạnh mẽ xô tan đi tả khí và mang đến sự bình an cho khu rừng nhưng ngay lập tức chiếc nến lại tiếp tục vụt tắt thầy pháp lại tiếp tục thắp sáng chẳng biết bao nhiêu lần nến cứ được thắp sáng rồi bị gió thổi tắt thầy pháp vẫn luôn điềm nhiên kiên nhẫn để thắp sáng lại ngọn nến khung cảnh như một cuộc chiến dai dẳng giữa ánh sáng và bóng tối giữa thiện và ác mọi người ở đây đều hiểu mà nữ kia đang muốn làm khó thầy pháp và mọi người lòng hận thù che mở lý trí khiến ả à ta không muốn sám hối buông bỏ oan khuất để đầu thai kiếp người sau nhiều lần thắp sáng mà nến vẫn bị gió thổi tắt thầy lấy ra một sợi chỉ đỏ y hệt sợi chỉ đã trao cho cậu bé cẩn thận buộc vào cổ tay rồi nhắm mắt tụng kinh tôi thầy nhìn vào khoảng không thăm thẳm mà nói mọi người đây không ai có ác ý với nhà ngươi Chúng ta đến đây chỉ mong giải oan cho người khi còn sống, để người có cơ hội sám hối, thanh thản đầu thai kiếp người. Hãy buông bỏ hận thù oán khuất, nghĩ đến bản thân và con trai người. Thằng bé vô tội đã phải chịu đựng quá nhiều khổ cực vì những lỗi lầm của người. Đừng để nó tiếp tục gánh chịu hậu quả của nghiệp ác." Dứt lời, thầy bước đến, quỳ trước cái cây cổ thụ kia và tiếp tục đọc kinh. Quả nhiên, nến đã có thể cháy ổn định dù có gió thổi đến cũng không bị tắt nữa cứ như thể có ai đó đứng xung quanh lắng nghe tiếng thầy niệm kinh và che chắn cho nến được tiếp tục cháy tiếng côn trùng như ngừng kêu chỉ còn tiếng gió rì rào qua lá cây xào xạc ánh sáng nến lung linh huyền ảo như soi sáng con đường dẫn dắt linh hồn ma nữ về với cõi thanh tịnh tụng kinh xong thầy đứng dậy lấy chiếc bình nước đã được chỉ chú cẩn thận nâng bình nước lên thầy cầm bình nước đổi đổ xung quanh cây cổ thụ kia và thẩm niệm những lời cầu nguyện từng giọt nước tinh khiết như mang theo lời cầu nguyện thanh thản được rót ra thấm vào lòng đất nơi gốc cây cổ thụ niềm tin và lòng từ bi của thầy như lan tỏa khắp nơi xoa dịu những tâm hồn đang bất an bỗng chốc bầu không khí yên tĩnh bỗng trở nên ngột ngạt u ám gió thổi mạnh như vũ bão cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc Mây đen kéo đến ùn ùn che khuất ánh trăng Khiến bầu trời chìm trong bóng tối mịt mù Ngọn nến lung linh chập chờn như muốn tắt Giữa cơn hỗn loạn Một tiếng thét kinh hoàng vang lên xé toạc bầu không khí Một đệ tử trẻ tuổi của thầy ngã cục xuống đất Cơ thể run rẩy dữ dội Mặt anh ta trợn ngược khuôn mặt méo mó dữ tợn Rồi à khóc nức nở Mọi người lúc này đều biết ma nữ kia đang nhập vào người đệ tử của thầy thầy vẫn bình tĩnh nhanh chóng vẽ một lá bùa lên trán đệ tử để ngăn chặn ma nữ chiếm đoạt hoàn toàn linh hồn của cậu ấy rồi thầy nhẹ nhàng hỏi chuyện có phải ngươi là người phụ nữ đã tự dưới cái cây này không giọng nói của thầy trầm ấm và đầy lòng từ bi nhìn muốn xoa dịu tâm hồn đang oan khuất của ma nữ nghe câu hỏi của thầy mà nữ ỏa khóc nức nở liên tục gật đầu lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ả à cảm thấy được thấu hiểu được chia sẻ nỗi lòng oan khuất của mình thầy hỏi tiếp thầy người công nghiệp duyên gì với người kia mà lại giết người ấy nghe đến đây đôi mắt bà nữ bóng đỏ sòng sọc tròn tròn lên vì tức giận vẻ mặt ả à trở nên dữ tợn như muốn gào thét lên tất cả nỗi căm phẫn và uất hận trong lòng thằng chó ấy xứng đáng bị giết mà nữ nói xong không giữ được bình tĩnh mà khóc lóc rất thảm thương Tại đứng bên cạnh chứng kiến từ nãy đến giờ mà nổi hết cả da gà Dẫu biết chuyện tâm linh vẫn còn tồn tại đâu đó trong thế giới này Nhưng khi được tận mắt chứng kiến Tại có chút hoang mang sợ hãi Hơn nữa Nhìn thái độ của người phụ nữ ấy với Hùng Thì có vẻ như người này căm hận Hùng đến tận xương tùy Tại là bạn của Hùng tài chẳng hiểu nổi Hùng đã gây ra chuyện gì Mà bị hận đến mức phải giết đi như vậy thầy để ma nữ khóc cho thỏa nỗi lòng đến khi ma nữ bình tĩnh hơn rồi mới bắt đầu kể chồng của ma nữ tên là đạo ma nữ và chồng lấy nhau từ hai bàn tay trắng cuộc sống lúc ấy rất nghèo khó ma nữ thì sức khỏe yếu chồng cũng không được học đến nơi đến chốn nên cuộc sống túng quẫn lắm sau khi hai người có con cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn Lúc ấy đạo tình cờ quen được Hùng Hùng thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn Nên có ý giới thiệu cho đạo qua Campuchia làm việc Hùng kể là bản thân đã từng làm việc bên ấy Việc không nhẹ nhưng lương cao Đủ để đổi đời Lo cho vợ con sau này Hùng từng làm bên đó bảo là sướng lắm Nhưng vì vài việc gia đình Mà phải về nên tiếc lắm nếu đạo muốn qua thì Hùng vẫn còn vài mối quan hệ thân quen Có thể hỗ trợ giúp đạo qua tiếp xúc cả ba nữ và chồng đều nhận định hùng rất tử tế hiền lành nên chẳng có chút phòng bị gì hơn nữa hai người lúc ấy rất cần tiền để sinh sống đạo không ngại việc khó nặng nhọc chỉ cần có tiền đưa về cho vợ con là được campuchia thì rất xa xôi nhưng vì đồng tiền nên đạo cũng đành tạm biệt vợ con mà đi theo hùng với mong muốn được đổi đời hoặc chi ít là cuộc sống đỡ nghèo khó hơn hiện tại nhưng nào biết đâu Vì tin tưởng vô tội vạ Mà đạo bị bán cho bọn lừa đảo Sáng đó đạo mới biết Công việc của đạo vô cùng nặng nhọc Nhưng đồng lương lại bèo bọt Thậm chí liên tục bị đánh đập Nếu không làm theo ý bọn họ Mà yêu cầu của chúng là đi lừa lọc người khác Kiếm tiền cho chúng Nếu đòi về thì sẽ bị chúng đánh đập tàn bạo hơn Nếu làm vượt chỉ tiêu Thì một tháng đạo được gọi về cho gia đình một lần Lần nào gọi về cũng là những đau đớn buồn tuổi Giữa lúc đối loạn chẳng biết làm sao Thì Hùng một lần nữa lại xuất hiện Lần này Hùng quỳ gối trước mặt ma nữ Thú nhận tất cả những gì mình đã làm Để lừa đạo sang đấy Hùng còn bảo Tôi cùng đường nên mới làm thế Nếu tôi không làm như vậy Tôi sẽ bị chúng giết mất Thấy thái độ ăn năn của Hùng Ma nữ lại mùi lòng mà bỏ qua Thậm chí còn nhờ Hùng tìm cách Để đạo có thể về với gia đình lúc này hùng lại chỉ cho việc chạy trốn khỏi chỗ đó rồi hùng sẽ lo tiền cho đạo về vì hùng có người quen nên có thể nhờ vả tạo điều kiện cho đạo chạy ra ngoài nhưng số tiền không phải nhỏ mà nữ đắn đo mất ăn mất ngủ mấy ngày cuối cùng vẫn quyết định mượn tiền cứu chồng tuy nhiên mà nữ lúc bấy giờ lấy đâu ra tiền để cứu chồng nhà cửa không có hai mẹ con còn đang phải đi ở trọ tài sản cũng chẳng có gì giá trị Thấy vậy Hùng bèn đề nghị cho ma nữ vay tiền Nhưng với điều kiện là phải ký giấy nợ Ma nữ đang trong tình cảnh túng quẫn Không còn cách nào khác đành miễn cưỡng đồng ý Thật đáng thương cho ma nữ Do thiếu hiểu biết học vấn thấp và nhẹ dạ cả tin Ma nữ lại một lần nữa rơi vào bẫy lừa của Hùng Nỗi đau chồng chất khi ả à nhận ra rằng Số tiền Hùng hứa hẹn cho ả à chỉ là lời dối trá không hề có thật không những không cứu được chồng, à còn gánh thêm khoản nợ nặng nề. Đáng sợ hơn, thứ ả à ký không đơn thuần là giấy nợ mà là giấy bán thân. Nói cách khác, hồng đã nắm trong tay quyền kiểm soát cuộc đời ả, à, buộc ả à phải làm việc theo ý muốn của hắn, thậm chí tuân theo luật pháp. Nỗi bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy ma nữ, khiến ả à không còn con đường nào khác ngoài việc phục tùng. Mặt khác vì lúc mới ký giấy nợ, mà nữ không hề hay biết về âm mưu đen tối của hùng vẫn ôm ấp hy vọng đoàn tụ với chồng nên hế hửng hẹn đạo ngày bỏ trốn đến hẹn đạo tin rằng sẽ có người trong nhà lo liệu giúp mình trốn thoát an toàn nên không hề mảy may nghi ngờ nào ngờ vừa nhảy khỏi bức tường cao đạo đã bị một đám người vây lại và đánh đập xã man đến chết niềm hy vọng nhỏ nhoi vụt tắt đạo đành ôm mối oan khuất mà lìa đời còn ma nữ thì bị ép đi làm gái trong quán hát. Cuộc sống của ả à giờ đây bị quản lý 24 trên 24 và chìm trong vũng bùn nhơ nhớp, buộc phải phục vụ những kẻ đàn ông dâm dục. Trong đó có cả Hùng, kẻ đã lừa gạt và đẩy ả à vào con đường cùng. Nỗi đau đớn tột cùng bao trùm lấy ma nữ khi ả à nhận ra bản thân đang mang thai. Cái thai bé nhỏ tượng trưng cho sự sống và hy vọng đã không thể vượt qua những thử thách nghiệt ngã và vụt tắt trong quán hát mà ma nữ làm Đồng thời cũng nghe được chuyện chồng mình không còn sống Mà nữ căm hận nên tìm cơ hội chạy trốn Mỗi lần trốn thoát bất thành Mà nữ lại phải hứng chịu những trận đòn tra tấn dã man Bọn chúng hung ác không thương tiếc chút cơn giận lên cơ thể à Khiến à thương tích đầy mình Nỗi đau thể xác hòa quyện với nỗi đau tinh thần Khiến ma nữ như gục ngã hoàn toàn Còn đứa con của ma nữ và đạo thì bị hùng bóc lột. Hùng không hề có chút thương cảm nào cho đứa trẻ vô tội. Hắn ta ép buộc đứa trẻ phải đi xin ăn, lang thang ngoài đường phố trong những ngày tháng dài rằng dặc dưới cái nắng như thiêu như đốt và cơn mưa tầm tã. Đứa trẻ gầy gò xanh xao chỉ biết ôm khư khư cái bát rách nát và an xin lòng thương xót của người qua đường. Chưa dừng lại ở đó, hùng còn thường xuyên đánh đập đứa trẻ dã man khi thằng bé không xin được tiền. Hắn ta chút hết cơn giận dữ, bực bội của mình lên cơ thể nhỏ bé yếu ớt của đứa trẻ. Những trận đòn roi tàn nhẫn khiến đứa trẻ rướm máu bầm dập. Thằng bé mỗi ngày đi xin ăn về đều bị ốm sốt không thuyên giảm. Có một lần thằng bé bỗng dưng sốt cao bất thường, nhìn con quản quại trong cơn đau mà nữ xót xa vô cùng. Avan à xin bọn giám sát cho phép đưa con đi bệnh viện nhưng chỉ nhận được sự đồng ý kèm theo sự giám sát chặt chẽ của mấy tên giám sát hung hãn. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán thằng bé bị xuất huyết não, một căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy ma nữ giữa khoảnh khắc sinh tử, à nhận ra rằng con trai mình có thể không qua khỏi và à không thể để con chịu thêm đau đớn nào nữa. Trong phút chốc, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu ma nữ, à quyết tâm liều mạng cùng con chạy trốn à lợi dụng sơ hở của tên giám sát bế thằng bé và lao vào khu rừng rậm rạp gần đó bọn giám sát phát hiện và đuổi theo sát nút tiếng chó sủa vang vọng khắp khu rừng tiếng la hét của ma nữ hòa quyện với tiếng khóc nức nở của thằng bé chạy đến đường cùng ma nữ tuyệt vọng nhìn xung quanh à không còn lối thoát nào khác Bởi đôi tay run rẩy mà nữ ôm chặt con trai vào lòng nước mắt ả à tuôn rơi như thác lũ à không muốn con mình phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. à quyết định kết thúc cuộc sống của con để giải thoát cho con khỏi sự tra tấn của số phận. mà nữ đưa tay bóp cổ con trai nỗi đau tột cùng xé nát trái tim à thằng bé ngây ngô la lên mẹ ơi đừng bóp cổ con nữa còn khó thở quá mẹ ơi tiếng khóc của thằng bé dần yếu ớt rồi tắt hẳn nhìn con nằm im trong vòng tay mình mà nữ cảm thấy như cả thế giới sụp đổ không thể chịu đựng được thêm nữa mà nữ quyết định kết liễu cuộc đời mình à tìm một cành cây cao buộc dây thừng vào cổ một thời gian sau quán hát ấy cũng bị công an điều tra và bắt giữ những người làm việc trong ấy duy chỉ có hùng là thoát vì sự lươn lẹo của mình câu chuyện bị thương kết thúc khu rừng chìm trong im lặng nặng nề mọi người vẫn đang cố gắng nuốt những giọt nước mắt xót so xa cho số phận nghiệt ngã của mẹ con ma nữ ma nữ một lần nữa trải qua cảm xúc của một bi kịch kinh hoàng giờ đây không thể kìm nén được cảm xúc à ta ả lên khóc nức nở tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng khắp khu rừng thầy lại tiếp tục hỏi ma nữ vậy bây giờ con có đồng ý buông bỏ hận thù cùng thằng bé theo ta đi tu tập để giảm bớt nghiệp kiếp này không câu hỏi của thầy như một tia sáng hy vọng len lói trong màn đêm tăm tối của cuộc đời ma nữ ả à ta nhìn thầy với ánh mắt đượm buồn đôi môi run rẩy nghẹn ngào không thốt lên lời nỗi đau mất người chồng đứa con vẫn còn hẳn sâu trong tâm trí ma nữ hận thù và oán giận che mở lý trí khiến ả à ta không thể tìm thấy lối thoát cho bản thân tuy nhiên qua ánh mắt tử bi và lời nói ấm áp của thầy ma nữ dần cảm nhận được sự bình yên và thanh thản À ta nhận ra rằng chỉ có buông bỏ hận thù và đi theo con đường tu tập mới có thể giải thoát bản thân khỏi kiếp nạn này sau một hồi suy ngẫm mà nữ gật đầu nghẹn ngào Dạ con đồng ý ạ nói rồi mà nữ xuất khỏi thể xác đệ tử của thầy thầy thắp ba nén hương rồi cắm xuống đất dưới cây cổ thụ tuổi mời gọi kính lại những oan hồn vất vượng hãy nương tựa theo khói hương thanh tao này cùng ta về tu tập nơi thanh tịnh xóa bỏ những oán trái kiếp này để kiếp sau được đầu thai làm người hãy buông bỏ những hận thù sân hận để tìm thấy sự bình yên nơi cõi phật bầu không khí xung quanh tĩnh lặng đến lạ kỳ tiếng gió rỉ rào qua tán cây như tiếng ai than khóc ai oán những oan hồn vất vưởng hiện ra lấp lóe trong màn sương mờ ảo mang theo vẻ mặt đau khổ u buồn Lời cầu nguyện của thầy như tiếng chuông thức tỉnh, lan tỏa lòng bi mẫn, hướng dẫn họ con đường giác ngộ. Khói hương nghi ngút dẫn lối, soi sáng tâm hồn họ, xoa dịu những vết thương lòng. Tài đứng im lặng, cả người run rẩy, da gà nổi lên chi chít, mồ hôi lạnh toát từ trán chảy xuống thấm ướt cổ áo. Ánh mắt Tài mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, như thể vẫn còn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra. Dù đã bình tĩnh hơn Tài vẫn còn bàng hoàng Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy Bỗng dừng Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tài Cảm ơn chú Tài biết rõ đấy là thằng bé ấy Nó đang theo mẹ để đi tu tập Thầy cũng có giải thích là thằng bé thấy quý Tài Và hợp vía với Tài nên có đi theo Đột nhiên Tài cảm thấy nhẹ nhõm Thanh thản hẳn trong lòng Dù mọi chuyện trôi qua rất ám ảnh và kinh hoàng nhưng ít nhất thì thằng bé ấy vẫn có thể học được những điều hay lẽ phải khi nương nhờ cửa Phật. Thầy cũng khuyên Tài thỉnh thoảng đến chùa cúng cho thằng bé ấy để nó đỡ nhớ. Oán hận và thù hận chỉ mang lại đau khổ cho bản thân và cho người khác. Thầy vào đó, hãy mở lòng vị tha, tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Đồng thời, cũng đừng làm điều ác, ác giả, ác báo, làm việc gì cũng có trời biết, đất biết. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Sư An với tựa đề Ghe khách thương hồ. Một ngày mùa đông thời tiết sắp xỉ âm hơn 10 độ ở ngoài ô thành phố Toronto. Thời tiết đã trở nên lạnh, khô hanh và có tuyết nữa một ngày vào mùa đông khá ngắn chỉ tầm 4 giờ rưỡi chiều thì đã có thể ngắm hoàng hôn. Có những khi đầu tháng 11 nơi đây đã bị bao trùm dưới những bông tuyết xinh xinh trắng xóa. Trái với không khí lành lẽo bên ngoài thì tại hội trường ở một khu sinh hôm đa phần những người ở đây đều là người châu Á. Cả bác sĩ điều dưỡng viên cũng phần đông là người gốc Á. Chủ của khu này cũng là một bác sĩ người Việt Nam đã về hưu mở ra. Thế nên quá nửa số bệnh nhân ở đây là các ông bà cụ người Việt, số còn lại là người Lào, người Hoa. Hôm nay là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của viện dưỡng lão này, nên mọi người tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, nhỏ. có mời cả người thân của các bệnh nhân đến để các cụ già gặp gỡ con cháu cùng nhau ăn uống và biểu diễn văn nghệ. Mới 4 giờ hơn, xe hơi của người thân đã đậu khắp khuôn viên của khu dưỡng lão tiếng người cười nói khắp các phòng ai cũng vội vàng nép người tranh thủ đi nhanh vào trong để tránh cái lạnh có những gương mặt khấp khởi mong đợi của những ông bà lão đã lâu ngày không được gặp con cháu đầu đó cũng có ánh mắt buồn rầu mòn mỏi tiếc nuối vì con cháu ở các bang khác xa xôi không thể đến được có tiếng một đứa bé gái với giọng lơ lớ nửa tây nửa việt vang lên bà ơi bà ở đây có tốt không cháu nhớ bà lắm. Bên trên hội trường sân khấu là giọng của cô y tá trẻ. Tay gó gó vào chiếc micro khiến nó ủ ù rè rè lên vài giây rồi cất tiếng nói. Mọi người cũng chú ý tập trung vào thông báo. Mời mọi người ngồi vào vị trí tập trung chuẩn bị xem chương trình văn nghệ của các cụ. Từ bên dưới tiếng xì xào, tiếng vỗ tay vang lên. Sân khấu với dòng chữ kỷ niệm 20 năm thành lập viện dưỡng lão in màu đỏ viền vàng, khá nổi bật trên phong nền bầu trời xanh. Trên chiếc máy chiếu khổ lớn là bức hình phong cảnh đặc trưng của làng quê Nam Bộ. Bầu trời xanh hòa với tầng mây trắng, bình yên cùng những cánh cỏ lạ. Bên dưới là dòng sông đục ngầu màu phù sa. Con đỏ nhỏ nhỏ, có cô thiếu nữ mặc áo bà ba chèo trống. Lũy tre già hàng dừa nước xanh mát mọc đầy hai bên bờ. Tất cả ký ức của tuổi thơ gói gọn chỉ trong một bức hình, làm cho ai đấy đều sụt sùi suýt rơi nước mắt, như được nhìn thấy quê hương trước mặt. Có cụ bà đã không kiểm được mà rơm rớm nước mắt, khẽ lấy trong túi áo một chiếc khăn thấm lên khóe mắt. Sau bài phát biểu dài răng thẳng nhưng đầy cảm xúc của giám đốc viện dưỡng lão Cô y tá Kim MC vỗ tay nhanh chóng giới thiệu phần trình diễn mở đầu hôm nay là một bài múa dân gian của những vũ công nhí. Những đứa trẻ mặt lai nửa tây, làn da trắng, mình mặc bộ áo dài nhỏ nhỏ xinh xinh, tay cầm những bông lúa khô vàng úa trông hết sức ngộ nghĩnh. Bài múa tuy không đều nhau nhưng mang lại phần mở đầu hết sức phấn khởi vui vẻ. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Phía bên trong cánh gà ông Ba Hào đã chuẩn bị sửa soạn áo quần thẳng tắp Tay sửa lại chiếc khăn rằn đang quấn ngang hông chiếc áo bà ba nâu Để kiếm được bộ đồ bà ba cùng với chiếc khăn rằn ở xứ sở lá phong đỏ này Quả thực là một kỳ công Ông Ba Hào năm nay đã gần 80 tuổi Một trong những bệnh nhân ở đây Ông từng là nhạc công đờn cỏ Theo đoàn hát từ những năm đầu Mới vượt biên sang Mỹ tuy là nhạc công nhưng ba hào lại sở hữu giọng hát cải lương mùi mẫn trời ban cũng hay không kém những nghệ sĩ nổi tiếng cùng thời như phương bình hay diệp lang ông ba hào vượt biên sang mỹ từ năm còn trẻ đến nay cũng đã mấy chục năm sống ở xứ người rồi nỗi nhớ quê hương nhớ đến già diết luôn hiện hữu trong trái tim ông nhưng chưa một lần ông dám đặt chân về mảnh đất việt không ai biết vì sao ngay cả vợ con ông ông theo đoàn hát khắp các tiểu bang rồi quen biết vợ cùng nhau dắt díu sang canada định cư đã lâu lắm rồi ông không cầm đờn tay run run giờ cây đờn căn chỉnh lau chổi cẩn thận đủ thứ ông mới nở nụ cười méo mó trên khuôn mặt nhăn nhúm tỏ vẻ hài lòng bên cạnh là bà tư hầu với mái tóc đá bạc trắng búi cao gọn gàng làn da trắng mét mỏng manh hẳn lên những đường gân xanh mét mình bà mặc chiếc áo dài nhung đỏ có dính cườm sang trọng, gương mặt lấm tấm đổi mồi, nổi bật trên làn da trắng. Chiếc mũi đã đỏ ửng vì lạnh. Ở bà phảng phất nét đẹp của một cô thôn nữ miền sông nước, khi trẻ thì mặn mà đằm thắm, khi về già thì trọn vẹn sắc son. Tiếng gọi của nữ y tá gọi làm ông thêm hăng hái, như thể đây là lần biểu diễn cuối cùng của cuộc đời. Hey, Mr. Ba, sắp đến lượt ông biểu diễn rồi đấy. Chuẩn bị tốt nha. Ông Ba Hào gật gật đầu rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế, chậm chậm tiến đến sau tấm màn sân khấu. Đôi tay gầy gò vẫn cầm chặt cây đờn cỏ. Đờn cỏ có âm vực rộng lên đến hơn hai quãng tám. Âm thanh của đờn cỏ nghe nhẹ nhàng, êm ái, buồn man mác và thanh mảnh. Đặc biệt là một phần miệng lòa xòa của đờn cỏ có thể được bịt một phần nhiều hoặc ít bằng đầu gối. Khi ngồi chơi có thể tạo ra những âm thanh xa xôi, huyền ảo hoặc tối tăm u buồn. Sau đây là phần biểu diễn bài Tân Cổ Giao Duyên mang đậm nét miền Tây sông nước. Bài hát được mang tên về xa Giang qua tiếng hát của cô Tư Hậu cùng nhạc công nổi tiếng một thời là ông Ba Hào. Xin quý vị cùng lắng nghe và cổ vũ. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng giới thiệu lơ lỡ của cô MC vừa dứt tiếng vỗ tay bên dưới cũng vang lên. Ông Ba Hảo chậm chậm dắt tay bà Tư Hậu bước ra giữa sân khấu. Cả hai cúi đầu chào khán giả, rồi từ từ ngồi xuống chiếc xuồng tiểu cảnh, được dựng bằng giấy cạc tông cứng. Phía sau có kê một cái ghế dài để ông bà ngồi. Đèn trong hội trường lần lượt tắt ngấm, chỉ mỗi ánh đèn từ máy chiếu sân khấu làm sáng rực cả khung cảnh quê hương. Làn khói từ hai cánh gà phả ra, tạo cho không gian thêm phần sống động. Ông ba hảo bắt đầu so dây, ngón bấm dây đàn. Thanh âm dạo đầu vang lên một điệu buồn mang mát. Tiếng hát bà tư hậu chậm rãi, ngọt ngào và lấn chút bụi ngùi thổn thức cất lên. Như đưa những con người có mặt trong khán phòng tái hiện về khung cảnh quá khứ với một câu chuyện tình đẹp nhưng đẫm nước mắt và bi thương. Trời khuya trăng sáng trăng soi đường, ai người xa xứ sao lòng vấn vương thương nhớ quê hương về xa giang nghe mà thương tiếng dao bánh phồng giọng em tha thiết du dương hòa theo tiếng sóng giọng hát trầm ấm nghêu ngao hòa với tiếng mái chèo đập nước xuôi dòng trên con ghe nhỏ nhẹ nhàng rẽ nước mà neo vào bờ phía giữa dòng vừa hay có một chiếc ghe khác đang bơi đến tiếng cô hàng khỏe khoắn cất lên chào mời Ai mua dầu dừa xa đét, bánh phồng tôm xa giang không? Bên cạnh chiếc kè buồn tỏa dòng khói trắng thoang thoảng mùi dầu chiên, mùi bánh phồng thơm ngát kia cũng có tiếng người đáp lại. Cô Tư ơi, lại đây cho tôi hỏi thăm một chút được không vậy hả cô Tư? Cô hàng bán bánh phồng cũng vơi tay trèo mà tấp vô. Anh mua bánh hay gì? Bánh phồng tôm hôm nay tôi chiên bằng dầu dừa thơm ngon lắm đa. Hai chiếc ghe nép sát vào nhau Hai hiền tươi rói khi thấy cô bán bánh phồng quen thuộc Bánh của cô Tư trên thì lúc nào mà chẳng ngon Tôi toàn suốt đời cũng được nữa chứ nói gì là hôm nay Cô Tư bán bánh phồng cũng ngượng ngùng đáp lại <laughs> Anh hai nói quá à Anh hai là khách thương hồ Đi ghe khắp lục tỉnh miền Tây ăn đủ thứ món ngon Sản vật lạ Làm gì mà nhớ đến cái bánh phồng quê mùa này của tôi chứ Quên sao được mà quên chứ cô Tư. Cái bánh phồng của cô chiên vàng ươm giòn rụng. Tôi ăn một lần là nhớ là thương cả một đời mà. Ngừng một lúc hai hiền mới lại nói. Tiếng hát cô vang vọng đôi bờ, làm cho nước xa giang như thêm trong thêm ngọt ngào vậy đó. Cô Tư mỉm cười đáp. Ngọt ngào sao bằng tiếng hát của khách thương hồ. Ngọt ngào lắm chứ cô Tư những đêm thành vắng một mình tôi lắng nghe tiếng sóng vỗ ở mũi ghe nghe cô hát mà lòng tôi sao xuyến tiếng cô rao hàng như rót đường trong đêm vắng chỉ sợ là cô tư chê người khách thương hồ không nhà không cửa này mà không chịu bán cho tôi nữa thôi trước những lời nói ngập ngừng mà chất phát kia cô tư cũng thật thà mà đáp tôi cũng một côi một cút chưa có hơn gì anh hai lúc nào cũng nèo ở bên dòng xa giang mà bán bánh sống qua ngày. Chỉ chờ có người hợp ý mà kết giao bầu bạn, chứ không dám đòi hỏi gì cao sang. Cô Tư nói xong mấy lời ấy thì có chút e thẹn nên quay mặt, tay cầm mái chèo vừa bơi ra vừa nói. Thôi cũng trễ rồi, tôi còn đi bán nữa, chào anh hai nha. Ờ, ở kìa cô Tư, cô Tư đợi tôi một chút. Hai hiền nhìn theo bóng dáng cô gái trên ghe đến khuất xa. Nhìn thôi cũng đủ biết đôi trẻ đã có tình ý với nhau từ lâu rồi, nhưng còn e ngại mà chưa dám ngỏ lời. Anh bất giác mỉm cười rồi nói lớn vào bên trong. Ba à, mày coi ra cột dây và cột trèo lại chỗ này chút, tao lên chợ mua thịt về kho ăn coi. Bên trong một người thanh niên khác độ chừng hai mấy tuổi, vừa ngáp vừa bước ra. Mặt mày tuy hơi dám nắng nhưng khôi ngô, vườn vài hít thở một chút rồi mới trả lời. Anh để đó tôi, anh đi đi. Người thanh niên kia buông mái trèo rồi đi lại nói. Mày hỏng buộc dây sao tao lên bờ được mày? Sợi ơi, ông phóng lên cái một chứ gì mà căng. Hai hiền đánh nhẹ lên đầu người em một cái bóp rồi nói. Hôm bữa cũng nghe lời mày mà cái quần tao tét một đường chưa vá lại kìa, cái thằng quỷ nhỏ. Người em cười một chàng lộ rõ hàm răng lưa thưa ở <laughs> ờ, quên, ai ngờ quần ông mòn dữ vậy đâu. Nói vậy chứ cũng tiến lại mũi ghe nắm cọng dây được buộc chặt vào cột rồi đó, đi về nhanh rồi nấu cơm ăn, đói bụng quá rồi nè. Ờ, coi trường đó tao đi à. Người thanh niên nhanh nhậu bước lên bờ rồi nhắm hướng chợ làm lối mà đi. Chiếc ghe hàng ấy là của hai hiền. Năm nay cũng ngấp nghé 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có vợ con gì hết trời. 7-8 năm trước cha hai hiền bệnh nặng rồi qua đời. Sự sản để lại cho hai con không có gì ngoài chiếc ghe nhỏ lênh đênh trên sông nước. đứa em trai năm ấy chỉ mới chút xíu nên anh phải thay cha mà chăm sóc em. Hai anh em từ đó đụng bọc nhau sống trên chiếc ghe hàng. Mùa nào thì bán sản vật nông sản mùa nấy. Cũng chẳng đủ tiền để cho em học hành đàng hoàng vừa học đủ con chữ lận lưng đã phải nghỉ học mưu sinh mất rồi. Ở miền Tây này, không ai xa lạ với đời thương hồ. Đó là những phận người nghèo, sống rầy đây mai đó theo ghe xuồng. Tất cả mọi sinh hoạt đời thường và buôn bán đều diễn ra trên sóng nước, nhọc nhằn và nguy hiểm. Lệnh đành trên những xuồng ghe xuôi ngược mưu sinh, đời thương hồ tham thẳm buồn, mình mang sâu rộng đó là những phận nghèo sống đời gạo chợ nước sông, đêm gối đầu lên tròng trành trên sóng nước. Đằng sau những buổi chợ đông đúc tấp nập, khuất sau những tiếng cười nói rôm rả là những nỗi nhọc nhằn. Người em là ba hào sau khi anh đi chợ thì cũng rửa mặt mày, rồi cắm cúi chất lại những hàng hóa dưới bụng ghe cho gọn gàng. Anh nhìn vào cái chung đựng nước ngọt sinh hoạt của hai anh em đã lưng quá nửa, định bụng lát nữa sẽ lên bờ xin thêm nước đổ vào vò gạo rồi nấu nồi cơm trắng rồi ngồi sau mũi ghe mà huýt sáo đợi anh trai về đang phiêu láng thì một thanh âm ngọt ngào từ đầu ghe gọi anh hai ơi có ở trong không bán cho tôi nửa lít dầu dừa hồi nãy lo nói chuyện không mà tôi quên mua ba hào từ mũi sau của ghe nhanh nhậu trả lời không có hai chỉ có ba thôi được không thấy tư hậu thì ba hào cũng tươi rói anh ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt Ba hầu thầm nghĩ, quái lạ, sao con gái xa sang quanh năm nắng gió mà cứ trắng trẻo, ra thịt dịu nhiễu thế này. Anh ba, anh ba đong cho tôi nửa lít dầu đi. Chưa kẻ nhỏ cũng áp sát lại để chuẩn bị lấy đồ. Bà Hảo muốn nói chuyện với người đẹp lâu hơn chút nên anh nhận lấy cái chai rồi cố tình múc dầu vô chiếc phễu thật chậm để nói chuyện. Cha, bánh phỏng hôm nay cô Tư trên uh, chiên thơm phức hen thơm ngon y như là cô tư vậy đó <laughs> anh bà dẻo miệng quá à đây dầu của cô tư đây để tôi gửi tiền cho anh bà hảo khoát tay thôi có bao nhiêu đâu à cô tư lấy mà dùng sao vậy được kỳ lắm thôi anh hồng lấy tiền thì tôi trả dầu lại cho anh ba nè bà hảo thấy ý tư hầu như vậy thì nói đỡ thôi cô tư đưa cho tôi mấy cái bánh phồng là được rồi <laughs> Vậy thì tôi chịu Nói rồi tư hầu gói một mớ bánh phồng vào bọc Rồi đưa cho ba hào Ba hào cũng dùng ánh mắt đưa đầy tình ý Rồi giơ tay nhận lấy gói bánh Nhưng tư hầu chỉ liếc mắt vào bên trong khoang Có ý tìm hai hiền nhưng không thấy Cô tử giã rồi trèo ghe đi Ba hào nhìn theo với ánh mắt mê đắm Cả buổi hôm ấy, ba hào cứ nghĩ về khuôn mặt xinh xắn của Tư Hậu suốt. Trái tim của người con trai mới lớn như đã chất chứa một chút động lòng thỏa ban đầu. Hai hiền đi chợ về với bọc thịt heo trên tay. Anh nhìn em trai cười nói. Khò tiêu ăn với chấm bông súng, ngon không đã? Bà Hảo cũng khoan khoái khi có tình cảm khấp khởi trong lòng, nên cũng vui vẻ nói cười cả buổi. Mùi nước na mắm kho thơm phức bay khắp cả khoang ghe nhỏ. Một mâm cơm nhỏ của hai anh em nhanh chóng dọn trước mặt. Bên giữa sông có mấy chiếc ghe máy chạy qua tấp nước vào, khiến chiếc ghe của hai anh em lắc lư theo từng nhịp sóng vỗ. Bà Hảo nhanh tay vịn mâm cơm cho khỏi đổ. Hai hiền đã trước mũi ghe cũng ghi chặt cây cọc giữ cho chiếc ghe thăng bằng lại. Mãi một lúc sau chiếc ghe mới yên vị trở lại. Hai hiền cúi người vào, khoảng chuẩn bị ăn cơm. Thấy em trai cứ mỉm cười bâng quơ cả buổi, hai hiền mới hỏi. Làm gì mà nay uh, cười tủm tím sốt vậy ba? ế <laughs> chạy ế thiêu như ông á, uh, có kẻ cũng không hiểu được đâu. Chuyện gì mới được, cái thằng này. Hai hiền vừa vào mấy đũa cơm vừa hỏi em. Mãi một lúc sau bà Hảo mới trả lời. Gương mặt ra uh, chiều nghiêm túc nói. Mà nè anh hai, đợt này mua mớ hàng xuôi về Cần Thơ bán rồi gom tiền cho tôi uh, cưới vợ nha hai hiền đang ăn cơm ngon chợt sặc phun cơm tung tóe ra khắp cả mặt chiếu anh cười lớn nhìn mặt em trai rồi nói kịch <laughs> kịch cái, 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 cái gì mặt mày mà cưới vợ cái ông này tôi nói thiệt mà tôi lỡ thương người ta rồi Bóng nét mặt của ba hào trầm xuống anh nói còn không thì gom tiền cho anh cưới vợ trước rồi từ từ tới em cũng được Không lẽ ông tính ở vậy quái hay sao cũng hơn 30 rồi, già chát rồi đấy. Nhìn mắt em, Hai Hiền cũng trầm ngâm. Anh rót tách trà khác nhâm nhi, rồi mới nói. Thôi, đợi lang bạt gạo chợ nước trôi như mình, cưới về làm khổ con gái người ta chưa có sướng ích gì. Anh Hổng cưới thì tôi cưới trước, người ta đâu thể nào đợi tôi quài được. Cưới vợ là phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Ông Hổng nghe người ta nói câu đó hả? Hai hiền chậm rãi đáp Thế uh, cưới về rồi ở đâu? Cái ghe có chút xíu bất tiện lắm đã Ờ uh, thì uh, bất quá lên bờ kiếm việc gì đó Mà làm thuê làm mướn kiếm tiền mua miếng đất nhỏ dựng tròi ở Rồi từ từ tính tiếp Thôi để qua mùa nước nổi này rồi tính Dù gì cũng phải có một ít tiền trong tay trước Ánh mắt ngó mông lung xuống mặt nước đục ngầu có còn, còn nhẹ nước chảy lăn tăn làm khuấy động cả mặt nước. Tiếng gió thổi các nhánh cây khô vào nhau nghe xào xạc khô khan. Nỗi buồn tuổi bỗng lan tỏa trên chiếc ghe nhỏ. Hai hiền ánh mắt đượm buồn, khẽ thở dài một tiếng rồi bỏ đi lên bờ. Anh cũng muốn cưới vợ lắm, nhưng ngặt nỗi cái nghèo cái khổ cứ vây lấy hai anh em. Đời khách thương hổ đâu dám mơ mộng gì ngoài cuộc sống bình yên. Anh bất giác nghĩ đến tư hầu cô gái với nụ cười e ấp, giọng rao hò khỏe khoắn tâm gian khắp các bến. Mùa nước nổi năm ấy, chiếc ghe hàng của hai anh em Hai Hiền và Ba Hào cũng như mọi năm. Anh xuôi ghe theo sông nước khắp các tỉnh từ Sa Đéc Vĩnh Long xuống tận miệt Cà Mau mà bán hàng cho bà con ở các vùng quê hẻo lánh. Thời buổi giao thương đường bộ còn chưa được thông thoáng. Mặt di chuyển của bà con còn khó khăn, nên các ghe buôn thường là lựa chọn ưu tiên của khách hàng những chiếc ghe nhỏ dễ dàng di chuyển vào các con kênh rạch chẳng chịt sông ngoài dày đặc ở miền tây mỗi lần có ghe hàng về đậu lại là bà con ở nơi đó túm lại tìm mua những nhu yếu phẩm ai có nhu cầu mua thứ gì thì cứ dặn các lái buôn trước thường lái gom đơn đủ thì di chuyển về thành phố mua rồi mang về bán cho bà con kiếm lời anh em hai hiền cũng làm như vậy Nhưng vì không có vốn nhiều Nên mỗi năm chỉ mua nước lên Mới đi một chuyến như vậy Để kiếm chút tiền lời Hai hiền thương em Nên định bụng đi chuyến này về Sẽ gom tiền cưới vợ Hoặc mua một chiếc kè mới cho em ra riêng mà lập nghiệp Còn phận anh thì sao cũng được Anh không có nề hà gì Hai hiền vẫn nhớ như in những lời cha anh đã can dặn trước lúc mất Rằng anh phải cố gắng chăm sóc em trai cái sự học hành của em đã không lo nổi Hai hiền luôn áy náy trong lòng vì điều này Này em trai đến tuổi thành ra lập thất Chẳng lẽ anh cũng không lo nổi cho nó hay sao lang thang trên bờ một lúc thì trời đã về chiều Tiếng kè máy vẫn qua lại trên sông Hai hiền mới lững thững dạo bước quay về ghe Ánh mắt vẫn khấp khởi nhìn xuống mé Mỗi khi qua ai đó giao hàng Về đến ghe thì thấy ba hào đã tắm rửa sạch sẽ Tóc tay chảy gọn gàng quần áo ngay ngắn chuẩn bị đi đâu đó. Hai Hiền mới hỏi. Ủa, mày đi đâu vậy ba? Ăn mặt bệnh tòn quá chứ. Ba Hào cười khì khì đáp lấp lửng. <laughs> đi đi hẹn hò. Ế như ông không có biết cái cảm giác này đâu. Ôi sợi, đi chơi với gái thì nói mẹ là đi chơi với gái thì bày đặt hẹn hò. Anh khẽ kê sát lại gần hỏi nhỏ. Mà con nhỏ mày thích là ai vậy hả? Bà Hảo đẩy người anh ra rồi tụm tìm đáp. Xích, bí mật. Chừng nào tôi cua dính thì cho ông biết. Vậy hen, tôi đi à? Cái thằng này, anh nó mà nó cũng giấu nữa. Hai hiền dọn dẹp mũi ghe một lúc rồi lấy quần áo đi tắm. Anh nhảy tùm xuống sông bơi lội vài vòng rồi leo lên ghe thế nhưng vừa bơi lại gần ghe thì một thứ gì đó như rong nhớt nhớt quấn lấy cổ chân của anh hai hiền dùng chân còn lại cố đạp cái mớ rong ấy để lên ghe nhưng nó cứ dính chặt lấy cổ chân anh với tay bám lấy mũi nhọn ở ghe rồi nhảy lên hai hiền mới giật mình khi thấy thứ nhớt nhát ấy Cuộn quanh cổ chân anh một màu đỏ thẫm anh thầm nghĩ cái thứ gì mà là ở vậy cả định múc nước sạch mà xối rửa lại vừa cho tay vào luôn nước thì mới phát hiện nước ngọt đã hết Mẹ anh lầu bầu trời Cái thằng quỷ này Xài hết nước mà cũng không nói nữa Giờ không có nước tắm rửa Người hồi rinh mùi sinh này Hai hiền đành chịu trận Tắm rửa xong anh mới mở bóng đèn nhỏ Ở mũi ghe lên cho sáng sủa Rồi nằm đó ngắm trời ngắm sao Mà cất giọng hò nghêu ngao Bên hông ghe Một giọng thiểu thảo giận dữ cất lên Mạng mày cũng lớn lắm hôm nay không kéo được mày rồi Về phần ba hào Anh biết mọi khi giờ này ghe hàng của tư hậu hay neo ở gần mấy quán nhậu để bán bánh Hôm nay anh quyết định tấn công cơ cầm cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ Dọc theo bên bờ hướng phía quán nhậu nhỏ có tiếng người cười nói vang cả một khoảng sông Từ xa ba hào đã thấy bóng dáng của tư hậu Cô bưng một thúng bánh phòng đã được chiên sẵn cặp bên hông, đang đến từng bàn mời chào. Bà Hảo bất giác mỉm cười khoái trí Anh nhanh chân bước đến ngay bên cạnh Rồi bất ngờ gọi lớn Cô Tư Từ hầu quay lại bất ngờ rồi mới đáp Ủa anh ba Anh đi đâu đây Đi kiếm bánh phồng mua Anh mới mua hồi nãy rồi mà Bao nhiêu đó đâu có đủ Bánh của cô Tư ngon quá mà Thôi anh ba đừng có khen quài Tôi mắc cỡ lắm vậy để tôi xuống ghe chiên thêm cho anh chưa mớ bánh này tôi hứa để cho bà chủ quán rồi nói rồi tư hậu cặp theo thúng bánh mà quay về ghe bà hảo cũng lật đật đi theo anh vịn ghe cho tư hậu lên trước rồi cũng bước lên theo tư hậu lui cui nhóm lửa để chiên bánh bà hảo cũng ngồi xổm một bên mà trò chuyện anh không để ý cử chỉ của tư hậu có chút không thoải mái Cô nam quả nữ ở chung một khoảng ghe chật, khoảng cách gần như vậy quả thật rất ngại ngùng. Nhưng từ hậu vẫn cố tỏ ra niềm nở với khách hàng. Mãi một lúc bà Hào mới bắt chuyện. Cô từ lênh đênh ghe nước một thân một mình thôi hả? Dạ đúng rồi, tôi một cô nên sống có mình à. Sao, sao cô hỏng tìm đại một tấm chồng cho có người hủ hỷ sớm hôm? Từ hầu hiểu ý của ba Hào nên cô mỉm cười trả lời tế nhị. Chuyện vợ chồng là đại sự cả một đời Đâu thể nào tìm đại được chứ anh ba Bà Hảo non khờ Không có hiểu ý tứ sâu xa Trong những lời nói đó nên ngơ ngơ hỏi tiếp Vậy chứ cô từ năm nay bao nhiêu rồi Tay chở bánh trên chảo dầu nóng hừng hực Mồ hôi lấm tấm trên trán từ hậu khẽ đáp Tôi năm nay 26 rồi Vậy là lớn tuổi hơn tôi rồi Từ hậu không khỏi bật cười trước sự thiệt thả đó cô mới nói lại. <laughs> vậy anh ba cũng lớn bộn rồi đa, cũng nên kiếm vợ đi là vừa rồi. Tôi... tôi thương cô Tư. Cô không hiểu cái bụng của tôi hay sao vậy hả cô Tư? Lời tỏ tình bất ngờ làm cho Tư Hậu hơi bối rối. Cô lúng túng làm đôi đôi đũa đang cầm trên tay. Bà Hảo vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kiên định chờ câu trả lời. Mất một lúc sau Tư Hậu mới bình tĩnh mà trả lời. Tôi tôi chưa nghĩ đến chuyện tình cảm đâu Cái tình của tôi dành cho cô Tư lớn lắm Tôi định đi Cần Thơ bán nốt đợt này rồi gom tiền cưới cô Tư Bộ cô chê tôi nghèo hay sao hả cô Tư? Không phải tôi chê anh nghèo Bộ tôi khá giả gì hơn anh hay sao mà chê? Vậy chứ sao cô từ chối tình cảm của tôi? đánh tôi đó giờ thiệt thà vậy đó Tôi thương cô thì tôi nói là tôi thương Hay là hay là cô thương người nào rồi nên cô từ chối tình cảm của tôi tư hầu trầm ngâm một lúc không trả lời sự im lặng như một câu trả lời cho ba hào bánh của anh đây anh lấy nhanh để tôi còn đi bán nữa thấy ánh mắt thất vọng của ba hào tư hầu mới khẽ quay lại nói nhỏ tôi không thể đáp lại tình cảm của anh được anh tìm cô gái nào xứng đáng hơn tôi mà trao gửi tình cảm tôi xin lỗi Tư hầu quay người bước lên bờ Chiếc kè theo sức gỉ mà lắc lư trao đảo Ba hào tự phấn khởi lúc này đã thơ thần Ánh mắt buồn hiu Ôm nỗi sầu riêng trong lòng mà về ghe Sự thất tình cứ canh cánh trong lòng ba hào Từ cái sự yêu thương anh quay sang trách móc Trách cái sự hứng hờ Thật thà đến mức độ ác độc tàn nhẫn của tư hầu Bao nhiêu suy diễn trong đầu ba hào hiện lên Suốt mấy ngày sau đó mặt ba hào lúc nào cũng cau có khó chịu anh nằm đau đớn mãi trong khoang ghe mà không ló mặt ra ngoài ai mua gì chỉ có mỗi hai hiền ra bán mà thôi bà hào cũng chả buồn ăn uống đoán biết em trai đang thất tình nên hai hiền cũng không dám hỏi han gì sợ lại làm em thêm khó chịu tư hầu ngày thường hay trèo ngang ghé mua dầu của hai hiền mấy nay cũng không thấy mặt mũi đâu hai hiền ngóng trông mấy bữa mãi không thấy nên bồn chồn nhớ nhung trong bụng buổi trưa hôm ấy bầu trời mây xám ui ui như sắp mưa có mấy người hỏi mua dầu nhưng đã hết hai hiền mới kêu em trai rồi nói mày lên uh, chợ ấy mua dầu về để bán nãy giờ mấy người hỏi mà hết sạch rồi bà hào mặt chán trưởng mò dậy không trả lời nhưng vẫn mặc chiếc áo tơi vào mà đi ra chợ tiền nè Ông mang tiền theo lấy gì mua Mà mua dầu gì Dầu lửa với dầu dừa cũng còn ít Mua cả hai luôn để có cái bán Bà Hảo mới lầm lỗi quay lại lấy tiền hai hiền đưa Hai hiền ngồi đợi tranh thủ thả cần câu mớ cá chiều kho tiêu ăn cơm Trời mưa lâm dâm thả dọc theo mé bờ cũng dính được vài con Vừa hai lúc ấy ghe của tư hậu trèo ngang đó Hai hiền từ xa nghe tiếng rao quen thuộc đã mừng rỡ anh hỏi lớn cô tư cô tư đi đâu mấy bữa nay Hổng thấy ghé mua dầu vậy tư hậu còn ngại việc hôm bữa với ba hào nên mới tránh mặt cả hai anh em Này nghe hai hiền kêu vậy cô bỏ đi thì cũng kỳ nên mới chậm chậm tấp ghe vào chừng hai chiếc ghe sát nhau cô mới trả lời ánh mắt có ý nhìn vào trong xem có ba hào không tôi mới mua hôm bữa nay hết nên à, ghé mua nè Đợi lát đi, thằng ba nó đang lên chợ lấy về rồi. Nghe nói ba hào đã đi rồi thì Tư Hậu mới thở vào. Nhưng tình cảnh chớ trêu khi cả hai anh em đều có cảm tình với mình thì Tư Hậu cũng không biết nói gì lúc này. Cô biết lòng mình đã thương hai hiền từ lâu rồi, nhưng phải làm sao để ba hào không tổn thương đây? Còn hai hiền nếu biết em trai cũng thích người mình yêu thì anh sẽ làm sao? Nghĩ đến đây bất giác Tư Hậu thở dài một tiếng gương mặt có sắc buồn. Hai hậu nhìn đoán biết được cô đang có chuyện gì đó, anh mới nép sát lại mà hỏi. À, có chuyện gì vậy? Thấy cô Tư có vẻ buồn buồn. Tư hậu không trả lời mà cứ cúi gằm mặt. Hai hiền bước hẳn sang bên ghe của cô. Anh nép sát người cô. Tưởng cô đang gặp chuyện gì anh lo lắng hỏi thêm lần nữa. Có chuyện gì kể anh nghe đi. Đừng làm anh lo mà. À, không có gì. Tư hậu khẽ đáp, cánh tay rắn chắc của hai hiền bất ngờ luồn qua vai rồi kéo cả thân người tư hậu vào ngực mình. Bờ vai đắn rồi thoang thoảng mùi mồ hôi nhưng vững chãi làm cho tư hậu cảm thấy bình yên hơn. Cô cũng không biết nói gì hơn lúc này. Được ở bên cạnh người mình thương, được giúp vào lòng anh thế này cũng đủ lắm rồi. Anh thương em, dáng đợi anh thêm ít năm nữa, đủ tiền trầu câu anh sẽ cưới em làm vợ cho em một mái ấm gia đình hạnh phúc từ hậu mới khẽ đáp em có đòi hỏi gì đâu chỉ cần anh thôi bao lâu em cũng đợi mà lời ước hẹn đẹp như mơ của hai người như một minh chứng cho tình yêu trọn vẹn mong chờ cảnh ôm ấp ấy vừa lúc bị ba hào từ trên bờ nhìn thấy được sự thất vọng bỗng chất hóa thành sự ghen tuông oán trách dâng trào trong lòng ba hào người con gái anh thương yêu ngay lúc này đang ôm ấp người khác mà kẻ đó lại chính là anh trai ruột của mình bà hảo tức giận đến đỏ mặt cúi người nhặt cục đất to trên bờ ném mạnh xuống một cái đùng nước vẳng tùng té làm cho hai hiền và tư hậu giật mình nghe thấy tiếng người bước xuống ghe anh vội vã bước về lại ghe của mình bà hảo cũng không nói gì nhưng nét mặt của anh cũng đủ bộc lộ cho người đối diện biết tâm trạng anh lúc ấy hai hiền lúc này cũng bối rối từ hậu thấy ba Hào thì ngại Nên tự giã rồi trèo đi càng nhanh càng tốt Thứ tình cảm rắc rối chớ trêu này Cứ vây lấy tâm trí ba Hào Sớm mấy ngày liền anh cứ ấm ức trong lòng Càng nghĩ càng tức Cảm thấy bản thân có gì không bằng anh trai chứ Vừa trẻ vừa đẹp hơn Cũng thương cô hơn Vậy có sao tư hậu lại chọn hai hiền Chứ không chọn mình chứ Một suy nghĩ hết sức trẻ con lóe lên trong đầu ba hào anh ước gì hai hiền không tồn tại không có mặt trên đời này thì có lẽ từ hậu đã là của anh rồi cả chiếc ghe này cũng là của riêng anh thôi có lẽ bà hào vì cái tình riêng của bản thân mù quáng mà quên mất rằng nếu không có hai hiền thì anh cũng chẳng thể sống được đến ngày hôm nay hai hiền lúc nào cũng nhường những thứ tốt đẹp cho em trai anh mua quần áo mới cho em mình thì mặc lại đồ cũ hoặc đồ xin của người ta Em trai còn biết được con chữ đủ biết đọc biết viết Còn anh thì một chữ lặn lưng cũng không có Thường em trai từ lúc sinh ra đã không biết mặt mẹ Mới lớn tí thì cha mất Nên hai hiền cố gắng bù đắp cho em trai Bằng tất cả những gì anh có thể Thế nhưng những sự hy sinh tưởng trưởng cao cả ấy Trong phút chốc bóng hóa thành mây trôi nước chảy Khi có sự xuất hiện của tư hậu Cuối tháng tư những cơn mưa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn mưa làm cho nước sông ngòi thêm đục ngầu hai hiền lo chuẩn bị hàng hóa để xuôi ghe đi bán lùi cùi dưới bụng ghe một lúc anh bất giác khoa mắt chóng mặt tối sầm mặt mũi có lẽ lúc nãy dầm mưa đi dở mớ cần cắm câu cá lóc nên cảm không chừng anh thầm nghĩ như vậy cỏ họng lại khát nước nên ra cái mũi ghe định rót miếng trà nóng mà uống cơ thể hai hiền lúc này lạnh run Chiếc áo nâu sợn cũ mỏng dính chẳng thể giữ ấm. Anh nằm co ro cuộn trong chiếc mền rồi mệt mỏi thiếp đi. Trong cơn mê mẩn, anh vẫn cảm nhận được một thân người nóng ấm, hơi hực mùi rượu khẽ dở mùng rồi chui vào nằm. Có lẽ là ba hào. Đến khoảng ba giờ sáng, hai hiền dù mệt mỏi vì cảm lạnh, nhưng vẫn cố gắng mò dậy, khều khều người ba hào rồi nói. Dậy đi ba, tới giờ rồi, dậy mở máy chạy đi nay có hẹn giao đồ cho người ta. Ba Hảo ẩm ở mấy tiếng rồi mới dậy. Tiếng máy ghe lạch bạch nổ, phả ra một mùi xăng dầu nồng nặc. Tiếng nước ỉ ạch, chiếc ghe rẽ sóng, nhắm hướng ra sông lớn mà chạy. Trời lúc đầu mưa lâm dâm lất vất, thế nhưng mỗi lúc một lớn. Đến đoạn sông lớn thì gió to, trời sấm chớp bị đùng. Chiếc ghe của hai anh em nhắm không thể chạy tiếp nên định tìm chỗ nào đó mà đậu lại. Hai hiền mệt mỏi cố đớn người ra ngoài xem xét tình hình. Gió thổi hất nước mưa vào mặt anh, lạnh đến tê tái. Bảo hay gì rồi, gió lớn quá. Chưa kịp nói dứt lời thì ba Hào đã nghe một tiếng đùng từ phía anh trai, kèm theo đó là tiếng kêu lớn. Ba... Vội buông máy anh chạy lại xem thì thấy hai hiền đã biến mất. Anh rơi xuống sông mất rồi. Ba Hảo lúc đầu cũng không mấy lo lắng Vì anh em lớn lên ở vùng sông nước vốn bơi lội rất giỏi Nhưng ba Hảo không biết rằng Anh trai đang cảm lại giữa trời sông nước mưa bão thế này Thì lấy sức đâu mà bơi Nhìn ngó một lúc không thấy động tĩnh Ba Hảo mới hơi bồn chồn. Anh gọi thất thanh Anh hai ơi, ông đâu rồi? Của tay cho tôi thấy đi, tôi xuống cứu Đừng có giỡn nữa mà cha nội đáp lại anh chỉ là những xoáy nước đen ngồm những cơn gió lớn như muốn thổi phăng đi chiếc ghe nhỏ bà hào ngẫm nghĩ cảm thấy rất lạ vốn dĩ ngày thường anh hai mình bơi như cá lỡ có rớt xuống nước thì cũng dư sức quẫy đạp bơi lên còn đằng này sao mà nước im ỉm thế kia không biết hay là con mà già kéo ổng đi rồi kinh nghiệm của một người lớn lên trên sông nước như bà hào có lẽ cảm nhận được cái điều gì đó bà hảo cố căng mắt nhìn ra mặt sông tăm tối kia người anh lúc này cũng ướt đẫm nước mưa kéo máy ghe quay lại đoạn sông trước xem xét tình hình bà hảo thấy một cánh tay cố ngồi lên mặt nước vẫy đập nhưng ngay sau đó bàn tay lại tụt xuống nước rồi biến mất bà hảo định nhảy xuống xem nhưng anh khựng lại giây phút ấy hình bóng tư hậu hiện lên trong đầu anh nếu như không có anh trai thì cô tư hậu sẽ là của mình ý nghĩ tàn độc khiến anh hối hận mãi về sau dưới dòng nước xoáy đục kia một cái đầu ngồi lên sát cạnh mép ghe tay cố vớ lên thành để bám víu ba hào nghe tiếng nước động anh hơi giật mình ba hào bất thần dùng mái dầm đập mạnh vào cái đầu đang ngoi lên tay vẫn cố bám chặt lấy thành ghe để níu kéo sự sống ba hào hất mạnh cánh tay ấy ra tiếng nước khua theo từng tiếng vỗ của cánh tay ba hào nghe thoang thoảng mùi máu xộc lên mũi Cứu Cứu anh Cứu anh với Có thể hai hiền cũng bất ngờ trước hành động của em Có thứ gì đó cứ cuộn lấy bắp đùi mà kéo anh xuống nước Anh cố hết hơi để kêu cứu, cứu lần cuối rồi mất tâm trong dòng nước Thân thể anh nhẹ bẫng Dần dần chạm đến đáy sông Hai hiền lở mở trong vô thức Thấy một cặp kỳ lân đá uy nghiêm ở đáy sông Xung quanh là những vệt đen kỳ lạ Quấn quanh hai bức tượng kỳ lân đá lòng ngực tức tối, ánh mắt mệt mỏi khép lại. Cái thứ đen nhớt nhát ấy dần to ra, quần lấy ngực và chân hai hiền. Bên tai vẫn nghe văng vẳng giọng cười nói. Cuối cùng cũng bắt được mày rồi. Ba Hào nhìn thêm một lúc rồi nổ máy ghe chạy đi mất, miệng vẫn lầm thầm nói. Anh hai, tại anh xui thôi, đừng có trách tôi nha anh hai. Mưa gió làm cả mặt sông bị khuấy động như giận dữ một cách đau đớn. Gió thổi lạnh buốt cả da như cứa vào thịt. ấy thế mà vẫn không lạnh lẽo bằng lòng dạ của một con người. Ba Hảo bình thản trở về bến quen thuộc nơi anh em vẫn thường đậu. Đời thương hồ không thân thích thì sự biến mất của hai hiền cũng chẳng mấy ai quan tâm. Những người khách quen hỏi thăm vài câu rồi cũng thôi, chứ chẳng ai rảnh mà điều tra vì sao không thấy hai hiền hễ có ai hỏi thì ba hào chỉ hờ hững đáp anh hai tôi đi lên bờ làm mướn rồi lâu lâu mới về nghe chỉ có tư hậu mỗi khi trèo ngang qua cô vẫn nhìn ngó tìm hai hiền ba hào thấy vậy thì khó chịu lắm để tránh sự nghi ngờ anh định xuôi ghe đi về cà mau để bán vài tháng đã mấy ngày chưa qua ba hào đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì nếu có người phát hiện thì đã đồn ôm lên rồi xứ sông nước việc thấy chồng chồng hết trôi là chuyện bình thường cũng phải nói kể từ đêm định mệnh ấy chiếc ghe nhỏ bỗng trống vắng một cách lạ thường bà hào luôn cảm giác thiếu thiếu đầy khó chịu có lẽ anh đã quen với sự có mặt của hai hiền có giây phút nào ba hào cảm thấy hối hận khi ấy đã không cứu anh hai mình nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi có hối hận cũng chẳng được gì chính tay mình đã sát hại mà hối hận gì nữa cơ chứ chiều hôm ấy khi bà Hảo đang ngồi ăn cơm thì một người khách quen chạy đến hắn phóng xuống kè một cách nhanh gọn chiếc kè bị đẩy ra xa bờ lắc lư dữ rồi bà Hảo bực dọc cái gì mà phóng dữ vậy đổ hết mâm cơm người ta rồi nè người khách vừa thở vừa nói với giọng gấp gáp chết anh anh hai anh hai ông chết rồi bà Hảo có vẻ không lấy gì làm bất ngờ vốn dĩ anh đã biết từ trước rồi nhưng thấy ánh mắt dò xét của người khách bà Hảo mới chợt buông rơi chén cơm. Ê, đừng có nói bậy nha cha nội. Anh, anh hai tôi đang lại đi làm trên bờ, làm gì chết được chứ. Còn từ hậu bán bánh phòng nói, nó đang ôm cái chồng chồng ở khóc nước nở ở bến kia kìa. Bà Hảo bật đứng sát lại, nắm áo người khách hỏi. Sao, sao, sao từ hậu biết được? Người khách lắc đầu nói. Sao tao biết được? Tao tới báo cho mẹ hay thôi. Thôi, chạy ra đó xem tình hình coi sao. Bà Hào nổ máy ghe chạy theo hướng người khách ấy chỉ. Từ xa đã thấy mấy chiếc ghe đậu san sát nhau. Phía trên có dòng khói từ nhang bay lên. Trên bờ thì có nhóm người tụm lại khá đông. Một thứ mùi đặc trưng đã xâm chiếm khắp một khúc sông. Mùi xác chết trôi, hôi thối đến mức chỉ muốn ngừng thở. Người khách báo tin vội kéo áo chụp lên mũi để tránh mùi hôi. Tập ghè vào bà hảo đã nghe thấy tiếng người xì sầm Từ hậu thì khóc nấc lên thành từng tiếng Cô ngồi bên cạnh cái xác đã đặt người ta đắp chiếu Hai chân lộ ra bên dưới ức tím tái, trương phình Quanh cổ chân còn có vết bầm cuộn vòng mắt cá chân Bà Hảo cũng không chịu được cái mùi hôi thối bốc ra từ cái xác và đưa tay lên mũi che lại. Có người tốt bụng đưa cho anh chai dầu nước xanh. Ba Hảo mở ra đổ hết lên tay rồi mới thoa lên mũi lên cổ để bán mùi. Thế nhưng có sức một chục chai dầu gió có lẽ cũng không thể đánh bay được cái thứ mùi kinh dị này. Tiếng một người đàn ông trung niên, tóc điểm bạc hoa dâm cất lên. Ờ, thằng ba, mày nhận dạng xem có phải anh mày không? Cô từ hậu đầy cứ khăng khăng là hai hiền anh trai mày đó. Bà Hảo nhìn người đàn ông rồi mới nói. Anh còn đang đi làm mà, sao tự nhiên chắc không phải đâu. Vừa nói nhưng khóe mắt ba hào lúc này đã đỏ hoe. Ừ thì mày cứ nhìn thử coi, biết đâu không phải thì sao. Ba hào chậm chậm tiến lại, lỡ chiếc chiếu che mặt ra. Anh ớn lạnh giật mình mà bật té ngửa ra phía sau ngồi bịch xuống đất. Quá sức kinh hãi, gương mặt đã trương phình biến dạng. Một bên con người cũng phình to nửa nằm bên trong, nửa lòi ra bên ngoài nhưng con người vẫn mở to như đang nhìn ba hào. Con mắt còn lại đã biến mất, chỉ còn mỗi hốc mắt sâu ngoái. Từng mảng da bỡ rẹo, trắng phếu sình lên đầy kinh dị. Phần thịt xung quanh méo môi đã bị cá rỉa sạch, chỉ chừa mỗi hàm răng trơ ra. Cả phần ngực bị phình lên một màu vàng khè. Trên đầu lưa thưa vài sợi tóc dính hở hứng và mảnh da đầu. Thoạt nhìn thì không thể nào nhận dạng được người chết là hai hiền ba hảo quay sang nói như vậy sao nhận dạng được chứ chú bảy? người đàn ông trung niên tên bảy kia cũng trầm ngâm nói ừm um, cái xác này chắc cũng cả tuần rồi lúc này tư hậu ngồi bên cạnh mới cất lời là anh hai hiền đó chính anh ấy báo mộng cho tôi đến đây cơ mà nói rồi cô không kiểm được mà khóc lớn ba Hậu trột dạ vội chạy lại Ghi chặt vào tư hậu rồi hỏi gấp có thật vậy không? anh tôi còn nói gì với cô nữa không hả? nói, nói mau. ba hào vừa bấu chặt vừa lắc mạnh vai tư hậu, đầy kích động, làm cho mọi người xung quanh phải vội chạy lại kéo người anh ra. mày bình tĩnh đi, để từ từ được con tư nó kể chứ mày làm gì vậy? tư hậu sau một lúc khóc thì cô mới bình tĩnh mà kể lại. đêm qua con nằm mơ thấy anh hai mình mày ướt nhem, anh nói anh chết rồi trẻ ở đoạn ra sông lớn còn sợ quá giật mình tỉnh dậy sáng dậy con trèo ghe ra cái khúc đó không thấy có gì nên con định quay về như linh tính mách bảo con chưa kịp quay về thì thấy cái xác này bị vướng ở gốc cây này cô cô nói láo anh hai tôi chết sao không về báo mộng cho tôi mà lại báo cho cô chứ vô lý quá vô lý hay là cô đã hại anh tôi rồi bịa đặt ra cái chuyện này chứ Bà Hảo cố tình làm căng lên để mọi người đổ hết sự nghi ngờ vào Tư Hậu. Tư Hậu lại khóc lớn, cô nức nở nói. Anh, anh đừng có nói bậy, tôi với Hải Hiền yêu nhau, anh ấy chết tôi cũng đau lòng lắm chứ. Chú Bảy bên cạnh vội can ngăn. Thôi bà Hảo, mày bình tĩnh lại đi. Trước mặt vẫn chưa thể xác thực đây có phải là anh mày hay không. Giờ mình báo với chính quyền rồi để người ta điều tra, rồi mày quay liên lạc với chỗ anh mày đang làm coi người ta nói sao Biết đầu được nó vẫn đang đi làm ở đó Dạ chú Bảy Nghe đến báo chính quyền Ba Hảo có hơi chột xạ lo lắng Việc hai hiển đi làm thuê chỉ là do anh bịa đặt ra Giờ kêu liên lạc anh biết làm thế nào Tuần trước ngạ anh còn nói đi làm kiếm tiền cưới vợ Còn hỏi đi đâu thì anh con không trả lời Nên giờ con cũng không biết chỗ anh làm là ở đâu nữa Chú Bảy thở dài một tiếng nhìn cái xác chết trôi rồi mới nói Vậy nhiều khả năng đây là thằng hai rồi Nội buổi chiều hôm ấy Chuyện vớt được xác chết trôi đã được thông báo với chính quyền Công an ở cái ấp này cũng không mấy mặn mà gì với nghiệp vụ Nên khám qua loa lấy lời khai sơ sài Rồi cắt cử cho người ở lại bến sông mà canh giữ cái xác Chỉ muốn xử lý cái xác càng nhanh càng tốt Chưa nói gì là điều tra nguyên nhân chiều tối cùng ngày hôm ấy có người chạy lưới vớt được giấy chứng minh thư của hai hiền mắc trong lưới thế là công an kết luận cái xác ấy hai hiền chết đuối cách đây một tuần trùng khớp với cả lời khai của em trai là ba hào đã khai nhân ba hào nhận xác anh trai rồi mai táng ngay tại bến sông ba hào tỏ vẻ đau đớn khi lại gần xác anh trai nhưng bị chú bảy ngăn cản vì theo phong tục người thân không được đến gần người bị chết đuối tư hầu cũng túc trực bên cạnh người thương đến những giây phút cuối ba hào vì muốn mọi người không nghi ngờ nên khóc lớn rồi quỳ rạp xuống đất tay ôm lấy xác hai hiền mọi người xung quanh sợ hãi vì đây chính là điều cấm kỵ nhưng mọi chuyện vẫn bình thường chỉ có mối tiếng khóc của ba hào làm khuấy động không gian yên tĩnh tư hầu lúc này có lẽ cô đã cạn hết nước mắt rồi cô tiến lại gần khẽ vuốt ve hai hiền lần sau cùng trước khi mọi người tiến hành khâm liệm. Tay cô vừa chạm đến tay hai hiền, thì bất ngờ từ sau hàm răng trơ trọi kia, một dòng máu đỏ tươi ọc lên. Sau đó là từ hai hốc mắt, tai và mũi của xác hai hiền đều túa ra máu tươi tức tưởi. Máu cứ úa ra không ngừng, khiến ai nấy đều kinh hãi. Ba hào sợ hãi bước thổi lùi về sau. Từ hậu khóc lớn ngồi bệt xuống. Chú Bảy nhanh chân kéo từ hậu ra cái xác. Thôi à, mọi người bắt đầu đi. Sau tiếng hô lớn của chú bảy, hai người thanh niên bạm trợn lại gần, bê xác hai hiền cho vào quan tài. Tiếng búa chát chúa vang lên trong đêm vắng, khép lại một cuộc đời lang bạt, một cuộc tình bi thương và một sự hy sinh vô nghĩa. Bà Hảo cũng an tâm hơn, chiếc quan tài dần được người ta lấp đầy đất cát lên. Bà Hảo lúc này làm gì có tiền đủ mà xây mộ chứ. Chỉ trôn xuống đất rồi cắm tấm bia có tên tuổi sơ sài là đủ lắm rồi. Sau khi người anh ruột mất, bà Hào cũng cảm thấy không thể sống trên chiếc ghe tội tàn lênh đênh mãi như thế này được. Anh sợ một ngày nào đó bản thân cũng sẽ trở thành một đống thịt trương phình bầy nhảy như thế kia. Bà Hào bán chiếc ghe ấy, lấy một số tiền, rồi dạt về tận Bạc Liêu xin theo bốc vác cho mấy chuyến tàu. Dần dà quen được một tay lái tàu vượt biên, bà Hảo quyết định làm liều gom hết tiền bạc mà vượt biên một chuyến. Đó là một con tàu cũ kỹ, phía dưới khoang là cả một tổ hợp mùi đặc trưng của muối, mùi hải sản và cả cái thứ mùi quen thuộc của chồng chồng. Tiếng tên cầm đầu quát đám người đang leo lên tàu. Tụi mày nhanh lên, không thì tao cho khỏi đi luôn à, mất tiền mà còn không được đi nữa đó, Lẻ ma lẻ mẹ. Ba hào bị người phía sau đẩy tới, đầu đập vào mạng tàu Đến đúng vị trí thì cuối người chui xuống khoang, ngồi bó chân lại, khoang thuyền chật trội. Đàn ông ngồi một bên, phụ nữ trẻ em ngồi một bên. Tên thanh niên có râu vừa hút thuốc vừa đếm. Dạ đủ người rồi anh. Ừ. Tiếng máy tàu đùng đùng nổ lên, tiếng nước phố ẩm ẩm như âm thanh cuối cùng được nghe thấy ở mảnh đất quê hương. Phía bờ lấp ló những ánh đèn nhòe nhòe, ngoài kia là biển đêm đen kịt. Trên khoang tàu thứ ánh sáng duy nhất là chiếc bóng đèn dây tóc vàng vọt. Người ngồi cạnh không thấy rõ mặt nhau. Mùi mồ hôi, hơi thở nóng ấm phảng phất ngay bên cạnh. Ai nấy đều mang một tâm trạng hồi hộp, nên không nói với nhau lời nào. Tiếng sóng vỗ rỉ rầm mỗi lúc một mạnh. Con tàu dần ra xa bờ. Bà Hảo mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Mãi đến tờ mở sáng thì tiếng quát lớn làm mọi người trong khoang giật mình tỉnh giấc. Lập tức âm thanh gió và sóng biển ập ngay vào tai ánh sáng từ chiếc ô vuông đủ thân người bên trên rọi xuống. Dậy, thức dậy hết đi. Ngày sau tiếng còi ấy là một thân người cao to chui xuống, tay hắn cầm một bọc khoai mì, đặt lên đùi, trải qua một ngày một đêm trên biển bụng ai cũng đói meo. Cả khoang thuyền ba mươi mấy người nhìn bọc khoai mà ứa nước miếng, nhưng không ai dám xông đến vì bên cạnh là con dao bản dài bén ngón trên tay. Mỗi người một cổ, lần lượt mà lấy. Đứa nào mất trật tự tao lấy làm mồi cho cá biển ăn. Chế độ của tàu là vậy. Lương thực duy nhất chỉ là khoai và nước ngọt. Có người mang theo lương thực trong người nhưng lúc nào cũng cảnh giác cao độ vì sợ bị trộm mất. Đấy là thứ duy trì sự sống duy nhất trên chuyến đi, không biết khi nào mới kết thúc này. Trong khoang lúc nào cũng có một tên bạm trợn canh giữ. Ai mắc tiểu muốn đi vệ sinh đều phải xin phép hắn, rồi đến cuối khoang mà đi. Hồi thối quá chịu không nổi thì cắt cửa một người mang lên trên mà đổ xuống biển. Lệnh đành như vậy suốt 10 ngày thì ai nấy đều đã kiệt quệ. Ba Hào cũng vậy. Ngồi cạnh ba Hào là một thanh niên. Có lẽ vì đã mấy ngày không tắm rửa nên người bốc ra mùi khó chịu. Nhưng ba Hào lại nghe thấy một mùi quen thuộc làm anh khó chịu nhưng không thể nào bỏ đi chỗ khác được. Thanh niên ngồi bên cạnh ấy mỗi bữa đều chỉ ăn nửa củ khoai nửa củ hắn để ra trước mặt ban ngày ánh sáng đủ để mọi người nhìn thấy nhau nên bà hảo thắc mắc hỏi sao không ăn hết có ăn là may lắm rồi không ăn để tao ăn dùm cho người thanh niên ấy cất giọng nói lạnh lẽo trả lời để dành cho người con gái ấy bà hảo thấy cái tên này cứ dị dị nên cũng không hỏi nữa có lúc khoang tàu chật chội bà hảo vô tình đụng vào người hắn có cảm giác da thịt cái tên này cướp bún rùn, lạnh lạnh như thế nào ấy. Ba Hảo vẫn giận người vì cái mùi hôi bốc ra từ cơ thể hắn. Gương mặt hắn lúc nào cũng tái mét. Trong ngày hôm đó, khi mọi người vẫn mệt mỏi thiếp đi, một tiếng bịch làm ba hào giật mình. Phía đối diện, một phụ nữ đang nằm lăn trên mặt sàn, mặt mày trắng bệch, môi nứt nẻ vì khát nước. Người ngồi cạnh phụ nữ ấy đưa tay vỗ vỗ mặt rồi sợ lên mũi thất thần nói Bà ấy chết rồi Tên bạm trợn canh chừng chỉ liếc ngó một cái Rồi thò đầu lên phía trên thông báo Có người chết, xuống xử lý mau Nhanh chóng sau đó có thêm một người cao to nữa chui xuống Mang cái xác người phụ nữ ấy lên trên Số phận của cái xác ấy có lẽ ai trong khoang tàu này đều biết rõ Ai nấy đều lo lắng không biết khi nào sẽ đến lượt mình Bà Hảo có chút hối hận khi đã đặt chân lên cái nơi kinh tởm này. Bên cạnh người thanh niên vẫn chỉ ăn nửa củ khoai, thân hình gầy gọt. Thêm một ngày nữa lênh đênh trên biển, không biết đến đâu, không biết đến bao giờ. Những gương mặt vẫn đang ngất ngư vì sóng biển, bỗng mở chân mắt nhìn lên ô vuông phía trên. Một khuôn mặt đen nhẹm thỏ đầu xuống thông báo lớn. Tới đảo rồi, lần lượt từng người tranh thủ đi lên, Hôm nay ông chủ cho mọi người tắm rửa với nghỉ ngơi, sáng mai lên đường tiếp, mọi người cố gắng đi, sang đến bên đó là thiên đường rồi. Có chút hy vọng xen lẫn niềm vui lóe lên trong những cặp mắt đục ngầu, lần lượt từng người chui lên trên tàu. 30 người lúc đầu, do chết mấy người nên chỉ còn hơn 20 người, được chia theo nhóm có người canh giữ cẩn thận bước xuống tàu nhỏ rồi vào bờ ba hào lại được xếp chung nhóm với thanh niên ngồi bên cạnh lúc này ba hào mới nhìn thấy rõ được thân người hắn cao gầy gò cùng một gương mặt mà anh cảm thấy hết sức quen thuộc nhưng không thể nào nhớ ra được hắn đi trước ba hào từ phía sau ba hào nhìn thấy bóng lưng hắn chợt nghĩ ngay đến anh trai mình là hai hiền nhưng ba hào nhanh chóng xua tay lắc đầu hai hiền đã chết rồi chính mắt hắn thấy xác hai hiền đã bị chôn vùi sâu ba tấc đất rồi không thể nào có chuyện hai hiền ở đây vượt biên cùng hắn được. Mãi suy nghĩ ba hào không để ý tên thanh niên phía trước đã khựng lại. Đầu ba hào vô tình đụng mạnh vào lưng tên thanh niên. Ba hào càng hoang mang khi cơ thể hắn không hề có một chút gì của sự sống. Vì dù cho gió biển có lớn đến mấy, thì cơ thể người cũng phải có một chút sự ấm áp của da thịt. Huống hồ gì khoang tàu chật trội lại đông người. Đằng này, lưng hắn lại lạnh toát lạnh như một tảng băng vậy. Sợ hãi bà Hảo ngước đầu lên nhìn hắn. Anh bật ngựa về sau rơi xuống biển. Gương mặt của tên thanh niên quay phát lại nhìn chính là Hai Hiền. Mà, anh anh Hai, anh chết rồi mà. không. Chỉ vừa kịp hét lên như thế bà Hảo đã rơi tụm xuống biển. Nhưng rất may là lúc ấy chiếc tàu nhỏ đã vào gần bờ nên nước cũng không sâu lắm. Bà Hảo lại biết bơi nên có thể tự bơi vào bờ. Nhóm người đi chung ngạc nhiên nhìn ba hào Tên bạm trợn canh giữ cũng mặc kệ Để tự ba hào xử lý Ba hào cố sức bơi vào bờ Với gương mặt vẫn còn kinh hãi Nhưng liếc mắt nhìn nhóm người trên tàu Vừa lội vào bờ Thì không thấy hai hiền Tên thanh niên kia là một người xa lạ Mà ba hào không hề quen biết Nhưng hắn vẫn đăm đăm nhìn ba hào Với ánh mắt kỳ lạ Tên bạm trợn canh gác quát Giữ hả? Nôn lên bờ tới mức tự bơi vào luôn lần này thôi nha, lần sau chết thì ráng mà chịu, không ai cứu đâu. Từng nhóm người được đưa lên bờ theo cách y như vậy. Họ được xuống biển tắm rửa sau bao ngày lênh đênh trên biển với cơ thể bốc mùi. Xung quanh có ba bốn tên canh chừng. Phía trên bãi cát đã có người của chủ tàu nhóm lửa đang nướng một thứ gì đó có mùi thơm thơm. Có lẽ là nướng thịt ba hào người thấy mùi cháy xém của thịt. Vị thơm ngát có sự béo béo của mỡ cùng vị mặn mặn của muối. Mọi người cả ba hào đều mang chiếc bụng đói cồn cào tắm rửa nhanh Rồi lên bờ với hy vọng sẽ được tên chủ tàu cho chút thức ăn Vì lượng thực phẩm mang theo đã cạn kiệt Nên ai nấy đều chỉ trông chờ vào mỗi tên chủ tàu Tên chủ tàu nằm dài trên bãi cát Hắn đăm chiêu nhìn ra nhóm người vượt biên với ánh mắt đầy toan tính Liếc nhìn tên đàn em bên cạnh một cái Tên đàn em lập tức hiểu ý nên nói lớn thông báo Tập trung, mọi người tập trung khi thấy mọi người đều tập trung hướng mắt về phía mình hắn mới nói tiếp à, mọi người đã vất vả suốt mấy ngày liền rồi mọi người cố chịu đựng thêm một thời gian nữa sang đến nơi là có thể đổi đời rồi hôm nay ông chủ tàu đái mọi người món thịt nướng thơm ngon để bù lại cho những ngày ăn khoai ăn sắn chỉ tay sang đống lửa hồng với mớ thịt nướng đang bốc hương thơm kia mọi người xếp hàng rồi nhận thịt không được chen lấn dứt lời nhóm người vượt biên mắt sáng rực nhìn những miếng thịt nướng cháy xém mà chảy nước miếng có thể hiểu cảm giác của những kẻ chịu đói lâu ngày nhìn thấy được đồ ăn họ ngấu nghiến ăn một cách ngon lành mặc cho ánh mắt kỳ dị của tên chủ tàu họ đói đến mức không để ý rằng tất cả những tên lính canh gác chỉ đứng nhìn chứ không tên nào động đến món thịt nướng hấp dẫn kia họ giành nhau những cọng sườn đầy thịt những miếng thịt có chút mỡ béo ngậy kia mà ăn. Người mẹ trẻ ngồi gỡ từng miếng thịt vẫn đang tứa mỡ xèo xèo đút cho đứa con nhỏ bên cạnh ăn. Người đàn ông trung niên vẫn đang cạp cọng sườn đã sạch bóng. Riêng ba hảo có lẽ vì ám ảnh mùi hôi của tên thanh niên bên cạnh nên anh cảm thấy không ngon miệng cho lắm mặc dù cũng rất đói. Nhưng cứ đưa thịt lên miệng thì lại muốn ói ra. Tên thanh niên kỳ dị vẫn ăn thịt nướng một cách ngon lành chốc chốc lại nhìn ba hào một cách kỳ dị. Đành chịu nên ba hào chỉ ăn được một miếng thịt rồi uống nước nhìn mọi người ăn. Có thứ cảm giác lạ dâng lên trong lòng, nồn nào đến tận tim gan. Đêm hôm đó mọi người ngủ ở dưới bãi cát, xung quanh là mấy đống lửa cháy phừng phừng để giữ ấm. Tiếng sóng biển như đâm vào tai liên tục. Những người vượt biên sau mười mấy ngày ngủ ngồi thì hôm nay mới được nằm thẳng người nên ai nấy đều rất thoải mái ngủ một giấc ngon lành nhóm người canh giữ vẫn thức để làm nhiệm vụ ba hào nằm trằn trọc đến khuya vẫn không ngủ được vì cái cảm giác nôn nao ấy anh trở mình qua lại mấy bận lại đụng người và tên thanh niên kỳ dị bên cạnh anh lập tức đột người lại vì sợ tên thanh niên bên cạnh cũng chưa ngủ hắn chở người quay về phía ba hào mà nhìn đúng là cái tên kỳ dị nhưng nhìn hắn không phải là hai hiền nên ba hào cũng bình tĩnh hơn vừa hai lúc này tiếng tên chủ tàu lạnh lẽo cất lên nhóm người của tàu lần lượt gom đồ rồi đi về phía chiếc tàu nhỏ chở ra chiếc tàu lớn đang đậu ngoài xa vì tàu lớn không thể neo gần bờ nên phải xuống tàu nhỏ mà đi vào bờ tên thanh niên kỳ dị vội kéo mạnh người ba hào nằm xuống ra giấu im lặng phía ngoài biển một nhóm người lạ khác cũng vừa từ trên tàu xuống tiến vào bờ Nhóm người lạ dừng lại khi thấy tên chủ tàu Hắn nói nhỏ nhưng bà Hảo vẫn nghe thấy Tôi hết nhiệm vụ rồi Phần còn lại của ông đó Tên cầm đầu nhóm người lạ Có lẽ là người Thái Lan Mình hắn xăm chỗ đủ thứ hình kỳ lạ Đủ thông minh để hiểu được Chuyện gì đang xảy ra Nhưng bà Hảo vẫn run lại bậy Xuất hiện ở giữa đảo thế này Thì chỉ có thể là cướp biển thôi anh bốc vác trên các chuyến tàu vẫn thường nghe về cướp biển Thái Lan rất tàn ác. Bọn của tên chủ tàu lừa gạt người đồng hương đưa đi vượt biên rồi bán lại cho bọn cướp biển để làm nô lệ đây mà. Thế mới hiểu được vì sao những năm 75 về sau có hơn một triệu người Việt Nam vượt biên bằng đường biển, nhưng chỉ có khoảng 400.000 người tìm được bến bờ tự do. Số còn lại phải bỏ mạng mất xác ở lòng biển sâu. Tên thanh niên kỳ dị bên cạnh cũng nghe thấy hết hắn khều khều vai ba hào rồi chỉ tay về hướng cánh rừng bên trong ba hào hiểu ý nên cả hai nhẹ nhàng lén bỏ dập người trên cát mà trốn phải trốn may ra còn giữ được mạng chứ ở lại đó thể nào cũng chết còn mọi người thì sao trời ơi giờ mà còn lo được sao muốn chết chùm hay gì cả hai cứ nhằm thẳng hướng mà chạy chạy không biết bao lâu mới dám dừng lại thì đã thấy cách khá xa bãi biển ba hào vừa thở vừa ngồi bệt xuống đất ba hào cùng với tên thanh niên kỳ dị ấy nằm rạp người dưới một tán cây khô gốc đến thở cũng không dám vì sợ bọn cướp sẽ đi kiểm tra tiếng súng đùng đùng chát chúa vang lên tiếp sau đó là tiếng la hét thất thanh của những người đàn ông có lẽ họ bị đánh đập rất dã man ba hào là một thanh niên cứng cỏi nhưng lúc này cũng phải cố cắn răng mà chịu đựng. Sự sợ hãi đã xâm chiếm cả cơ thể nằm bất động hơi thở nhẹ nhẹ như sợ bị phát hiện. Bỏ ra, bỏ tôi ra, thả cho tôi đi mà. Hàng loạt tiếng kêu cứu, tiếng cầu xin của những người phụ nữ đồng loạt cất lên. Giọng cười đầy thỏa mãn thú tính của băng cướp hỏa lẫn với tiếng van xin mà vang đến bên tai bà Hào. Anh vội bịt tay lại, hai mắt đỏ hoe, không muốn nghe thấy hết sức tàn nhẫn, hết sức bất lực. Ba Hào và tên thanh niên kỳ dị ấy cứ nằm bất động, dưới gốc cây có tán rộng ấy suốt một đêm. Ba Hào mệt mỏi nhưng vẫn không dám chợp mắt vì sợ. Trời càng về sáng, mọi thứ dường như cũng dễ chịu hơn bóng tối. Phía bãi biển đã im lìm từ lúc nào, nhìn sang tên thanh niên ấy cũng vừa mới cỡ quậy thân thể. Hai khóe mắt hắn đen thui, gương mặt dính đầy đất cát và lá cây khô thấy bên trên tán cây có động ít nước có lẽ là nước mưa động lại bà hào bỏ đến liếm sạch những giọt nước khan hiếm đợi nguyên ngày hôm ấy thì không thấy động tính gì của bọn cướp biển bà hào mới nói với tên thanh niên kỳ dị chắc bọn chúng lên tàu đi rồi hay là tên thanh niên kỳ dị gật đầu ngầm đồng ý cả hai người cẩn thận đi từng bước chậm thăm dò từng bước để không gây ra tiếng động đến sát bãi biển thì ba hào thở phào nhẹ nhõm khi thấy phía ngoài xa đã không còn chiếc tàu nào. Nhưng đập vào mắt ba hào là một cảnh tượng hết sức kinh hãi mà nó đã ám ảnh ba hào mãi về sau. Phía bãi cát những xác người nằm la liệt, máu me nhuộm đỏ cả một khoảng cát rộng. Những thành niên có lẽ do chống cự nên đã bị bắn chết rồi quăng xuống biển. Những cái xác do sóng tấp vào nên vẫn nằm ngay mép nước, nửa thân dưới nước nửa thân thì nằm trên bờ, nối nhau thành một hàng chừng năm bảy người, mắt vẫn mở chừng chừng đầy uất hận. Phía trên bờ, gần những đống lửa đã tắt ngấm là xác những người phụ nữ vẫn còn nguyên khúc cây nằm trong hạ bộ. Máu me chảy ướt khắp phần thân dưới. Ba hào bụng miệng để ngăn những thứ bên trong ruột trào ra. Cả một khung trời đầy rẫy sự máu me và chết chóc. Ba hào quỳ rập xuống, Đời anh chưa bao giờ đối diện với sự kinh hoàng như thế này. Có thể anh đã thoát, nhưng có lẽ cả cuộc đời này về sau cũng không thể nào hết ám ảnh. Nếu như lúc ấy anh không bỏ trốn một mình mà hô hào lên thì có lẽ họ ít nhất cũng có cơ hội thoát thân. Sự rằng xéo lưng tâm giấy lên, bà Hảo nhìn quanh ước chừng có hơn mười mấy cái xác. Số người còn lại có lẽ đã được đưa lên tàu, bị bắt đi mất rồi. Bà Hảo nhìn tên thanh niên kỳ dị rồi nói Thôi, số trời đã định rồi. Mày phụ tao đưa những người ở đây ra biển. Hy vọng linh hồn họ về được với quê hương và người thân. Tên thanh niên kỳ dị vẫn không trả lời. Cầm cụi cả ngày cuối cùng cũng đóng được một chiếc bè sơ sài. Đủ để đưa một hai cái xác ra xa bờ mà quăng xuống. Cả hai người lầm lũi khiêng xác mà không hề nói với nhau lời nào. Cứ mỗi cái xác được thả xuống biển, bà Hào lại thầm thầm khấn vái. Tôi tên là Ba Hào, chúng ta cùng là đồng hương vượt biên, cũng chỉ mong một cuộc sống ấm no hơn. Các vị chẳng may đoạn mạng, nay tôi xin đưa thân xác các vị về với mẹ biển, hy vọng các vị khuất mặt linh thiêng mà về với quê hương, đừng vất vưởng ở đây lạnh lẽo, cô đơn, cô quạnh lắm. Cứ như vậy cho đến cái xác cuối cùng được ném xuống biển, Ba Hào cũng mệt mỏi mà ngồi xuống thất thần. Hai người sống vất vưởng trên hòn đảo ấy mấy ngày thức ăn là những quả dại hay lá cây khát nước thì cây rửa hái trái mà uống họ vừa chống chọi với sự khắc nghiệt của hòn đảo vừa nơm lấp lo sợ bọn hải tặc sẽ quay trở lại sang đến ngày thứ năm thì may mắn đã mỉm cười với hai người khi có một chiếc trực thăng của liên hiệp quốc bay ngang qua đảo phát hiện thấy khói bốc lên thì báo cho cao ủy mang thuyền ra cứu hộ khi nhìn thấy thuyền cứu hộ của cảnh sát biển từ từ tiến sát lại bờ bà Hảo mới chợt mừng rỡ mà rơi nước mắt. Những tưởng phải chết mất xác ở đây thì bây giờ đã được cứu rồi. Quay sang ôm chặt lấy thanh niên kỳ dị. Dù gì trên đảo này suốt mấy ngày, hắn cũng là người đồng hành duy nhất với ba Hào. Mấy ngày bị bỏ trên đảo thì ba Hào có hỏi thăm hắn tên gì quê ở đâu, nhưng hắn cứ im thiên thiết chứ không trả lời. Bà Hào cũng chẳng hỏi thêm. Giờ đây đội cứu hộ đến đáng lý ra hắn phải mừng rỡ vì được cứu sống mới đúng. ấy vậy mà nét mặt hắn vẫn bình thản lại mở nhạt. Bà Hảo mặc kệ mà, mà cô tay loạn xạ, miệng cứ liên tục la hét phấn khích. Tôi ở đây nè, cứu chúng tôi với. Đến khi đội cứu hộ đến thì lập tức chĩa súng vào hai người. Một người cảnh sát dùng loa hỏi lớn bằng tiếng Anh. Các người là ai? Người nước nào? Tại sao lại mắc kẹt ở đây? bà hào không hiểu tiếng anh nhưng thấy súng chĩa vào người thì sợ hãi lắp bắp xua tay trả lời không tôi là người dân chứ không phải cướp cảnh sát thấy bất động ngôn ngữ lên ra lệnh còng tay Ba hào lúc ấy trên tàu cứu hộ cũng có người hiểu được nên giải thích cho cảnh sát hiểu bà hào bị giải lên tàu khi máy nổ bà hào mới ngạc nhiên tại sao các ông chỉ còng mỗi tôi còn tên kia nữa còn ai nữa à Bà Hảo hét lớn. Còn tên đó nữa, hắn đứng ngay trước mặt mấy ông mà. Mấy người trên tàu nhìn xuống nơi bà Hảo đang đứng. Một cảnh sát nhảy xuống đi xem xét một vòng quanh đó rồi quay lại nói với bà Hảo. Đề nghị anh khai báo chính xác để tránh mất thời gian của chúng tôi. Có còn ai trên đảo này nữa không? Còn, còn một người nữa tôi không biết tên, nhưng hắn đứng trước mặt các ông đây này. Mọi người lại nhìn xuống nơi bà Hảo chỉ tay, lắc đầu nói với nhau. Chắc hắn ta bị kẹt ở đây lâu quá nên mê sảng rồi. Thôi, đồng chí nổ máy đi trời sắp tối rồi. Chiếc tàu cứu hộ cứ thế rời hòn đảo, mặc cho sự gào thét của ba hào. Không, các người không thể bỏ hắn ở lại đó được. Mãi đến khi được đưa đến đồn cảnh sát ba hào mới biết, đấy là hòn đảo Cờ Ra, cách bờ biển của Thái Lan 4 giờ tàu chạy. Nơi này có thể xem là xào huyệt của bọn hải tặc chúng thường cướp các con tàu đi qua địa bàn rồi kéo vào đây nam chống cự thì bị giết chết không thương tiếc phụ nữ thì bị hãm hiếp một cách tàn bạo Bà hào được giải về đồn cảnh sát ở bát nam mang để điều tra lý lịch ít ngày sau đó được đưa vào trại tị nạn song kala gần một năm rồi mới được chính phủ mỹ cấp phép cho nhập cư Bà hào đã rời bỏ quê hương theo một cách nhọc nhằn như thế bỏ lại sau lưng mảnh đất quê hương cho cốt người thân và cả người con gái mà anh ta bất chấp nhân tính để mong có được điều mà ba hào cứ băn khoăn mãi về sau chính là tên thanh niên kỳ dị ấy rõ ràng là hắn đứng sát cạnh bên anh lúc tàu cứu hộ đến vậy mà theo lời phiên dịch nói rằng họ chỉ thấy mỗi mình ba hào đứng la hét khi thấy họ đến hoàn toàn không có bất kỳ ai bên cạnh tên thanh niên ấy biến mất một cách kỳ lạ đến tận bây giờ ba hào vẫn không thể biết được hắn là người mà. Đến năm con cái đưa vào viện dưỡng lão này Thì vô tình ba hào gặp lại tư hậu Bao nhiêu xúc cảm xen lẫn nỗi ân hận lại tràn về Tiếng hát của bà tư hậu vừa dứt Thì tiếng vỗ tay lập tức vang lên Cả những cụ già người Lào dù không hiểu nhưng vẫn vỗ tay hưởng ứng Bà tư hậu quay sang nhìn ông ba hào Thì thấy ông chết chân bất động Mắt chừng chừng nhìn về phía hàng ghế cuối cùng của hội trường gương mặt với làn da nhăn nheo nhợt nhạt đầy thảm thương bất giác cũng nhìn theo hướng đó thì bà cũng sững sờ gương mặt của hai hiền đang ngồi lặng lẽ nhìn hai người biểu diễn khỏe miệng khẽ nở nụ cười bí hiểm sau gần ấy năm giờ đây cả ba hào và tư hậu đều đã già yếu tóc tai bạc màu nhưng hai hiền vẫn mãi mãi dừng lại ở tuổi ba mươi xúc cảm dâng lên khi thấy lại người cũ tư hậu rơm rớm nước mắt bà hảo thì sửng sốt tay buông lời cây đờn xuống đất đàn đứt dây nằm lăn lóc trên đất bà hảo bật ngửa về sau ánh mắt vẫn trợn trừng chỉ kịp thốt lên hai tiếng anh hai rồi đột ngột khuỵ xuống rồi tắt thở ngay trên sân khấu bị đột quỵ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai tập truyện này nhé